cái trải nghiệm ấy nó sẽ không có giá trị gì nếu như mình không có khả năng tinh lọc đúc rút nó. Sẽ có người inbox cho anh bảo: "Tại sao ông lại để cho một cái bài nó vô cùng sai này tồn tại trong cộng đồng?" Bởi vì cái việc mà một người nói sai đấy là quyền của họ. Ừ. Không phải bởi vì họ nói sai mà mình cấm cái quyền phát ngôn của họ. tự em là đúng có thể không ai nghe, nhưng anh nói sai trong bị cả cộng đồng mà chửi. Cái bài học đấy nó lớn hơn rất là nhiều. Một người sống nguyên tắc chỉ là một cái từ để mô tả về một người mà sống có mục tiêu rõ ràng. Ừ. Khi mình có mục tiêu rõ ràng thì mình sẽ có nguyên tắc thôi. Ừ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast người trong môn nghề. Hôm nay thì mình có mời đến đây một khách mời, đó là một một người là có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành trong lĩnh vực gọi là nội dung số. Ở đây thì mình đang có anh Phùng Thái Học là sáng lập của cộng đồng tâm sự con sen, đồng thời cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì à, trước khi anh. mình bắt đầu thì không biết là anh Học có thể chia sẻ một chút về bản thân được không? Không biết chia sẻ gì thì mình là sáng lập cộng đồng tâm sự con sen là một trong những cộng đồng chuyên môn của người làm nội dung số. Bà. À, ngoài ra thì cũng có hơn 10 năm làm ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đều có liên quan đến việc làm nội dung làm nội dung từ cả phía agency lẫn phía client ừ. À, ngoài ra thì mình cũng là một người có nhiều năm nghiên cứu về việc xây cộng đồng và xây dựng thương hiệu cá nhân Anh cũng có nói là 10 năm, anh có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là content ở rất nhiều vị trí thì anh có thể nói rõ hơn một tí ở cái cái hành trình này đúng không ạ? Anh đã trải qua những công việc gì? thì uh, thực ra là cũng nhờ một vài cái duyên thì cái công việc đầu tiên mà đưa mình đến lĩnh vực marketing chính là lĩnh vực content. Vâng. Thì uh, thời ngày xưa cái đây hơn 10 năm thì thời đấy mình có uh, apply vào uh, các cái vị trí của marketing thì trong rất nhiều vị trí mình nhìn thấy cái vị trí content thì có vẻ là vị trí gần hơn mình nhất bởi vì sao bởi vì các vị trí khác thì thấy nó yêu cầu rất là nhiều kỹ năng yêu cầu rất là nhiều công việc nhưng mình thấy có vị trí content là yêu cầu mỗi việc là viết bài trên page fanpage thì mình thấy rằng cái vị trí đấy có vẻ như kiểu là mình làm được. Thế thì mình apply vào thì uh, lý do mà ngày xưa khi mình vào, vào lĩnh vực marketing mình bước vào lĩnh vực content trước. Sau đó thì anh trải qua những công việc gì trong lĩnh vực content này ạ? Xong vào một thời gian thì mình có tự phát triển và làm uh, đến vị trí leader content. Thì ừ. sau khi mình làm ở content xong thì mình lại thoát ra ngoài mình tự làm một cái agency về quảng cáo thì cái giai đoạn mà khi mình làm một cái agency quảng cáo thì mình phải tự triển khai content cho các đối tác rất là nhiều ừ. đó thì sau một thời gian mình làm về agency xong thì mình lại đi làm thuê thì mình làm về quản trị digital marketing thì thời gian đó thì mình không trực tiếp làm content nhưng mình phải kiểm duyệt mình phải lên kế hoạch mình phải xây dựng những cái chiến lược về nội dung cho một cái hoạt động marketing tổng thể đấy thì sau đó mình lại nghỉ đi làm thuê mình lại ra làm chủ mình lại mở một cái agency về content ừ. thì nói chung là à, hành trình lên công việc của mình trong vòng hơn 10 năm thì lúc nào nó cũng liên quan đến content dù là vị trí có thể có chữ content hoặc không tức là cái tao rồi công việc có ừ. thể là có chữ content hoặc không nhưng về cơ bản là công việc lúc nào cũng xoay quanh content cả bởi vì bản chất là content nó là, nó là linh hồn của tất cả các hoạt động marketing mà thì sau cùng thì làm marketing mình có nói giờ nói bể thì mình vẫn phải giao tiếp với khách hàng qua một kênh nào đó ừ. thế thì tại cái điểm mình tiếp xúc với khách hàng thì mọi thứ nó đều có thể coi là nội dung dù nó là một hình ảnh hay là một bài hát hay là một câu chữ hay là một mùi hương thì về cơ bản nó chỉ là nội nó, nó là nội dung đó ừ. thì có thể nói content nó là linh hồn của marketing cho nên là dù làm vị trí nào thì mình cũng đều liên quan đến content cả thì nữa em sẽ hỏi anh sâu hơn về câu chuyện làm content em nghĩ là đấy là một cái mà chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ quan tâm đặc biệt là các bạn trẻ ừ. mà đặc biệt là với những cái thay đổi rất là nhanh của xã hội ở thời điểm hiện tại ừ. ờ, nhưng mà chắc mình sẽ để ở đấy ở phần sau ờ, trước khi mình đến với phần đó thì em muốn hỏi anh một tí là Em biết là anh có một cái biệt danh là hoặc anh tự gọi mình là chủ quán trà đá, có cái lý do rằng là đặc biệt đằng sau cái tên này không ạ? Cái, cái biệt danh này thì mình tự đặt cho mình từ cách đây uh, 6 năm. Vâng. À. Từ năm 2017 thì thời điểm đấy mình vẫn đang đi làm thuê. Thì uh, khi mình đi làm thuê thì đương nhiên mình có đồng nghiệp. Và buổi trưa thì có đồng nghiệp ngủ, cũng có đồng nghiệp thì không ngủ. Ừ. Thì có một hội đồng nghiệp không ngủ. Thì buổi trưa mình làm gì thì mình đi trà đá. Thì khi mà ngồi trà đá thì anh em thường bàn về cuộc sống, bàn về gia đình, bàn cả về công việc nữa và những lúc mình bàn về công việc ở bên bàn trà đá thì thi thoảng mình thấy rằng có những lúc nó còn hiệu quả hơn là lúc ngồi bàn ở vòng họp bởi vì lúc ấy thì mình đơn giản hóa mọi thứ đi mình uh, mình hướng đến những cái câu chuyện giải quyết vấn đề thay vì phải nghĩ đến nhiều thứ linh tinh ví dụ như là thái độ của người khác hoặc là nghĩ đến những cái câu chuyện đấu đá văn phòng chẳng hạn ừ. thì ngồi bàn trà đá mình thấy bàn về công việc nó rất là nhanh thế thì uh, khi mà mình lập một cái blog về uh, digital marketing vào năm 2018 mình đặt tên cái blog đấy là quán trà đá thì tự nhiên vì cái blog nó tên là quán trà đá thì mình có cái biệt danh là chủ quán trà đá. Ừ. Thì cái tên đấy nó nghĩa rằng là mình thích nói những câu chuyện nó rất là đơn giản, nó như bên bàn trà đá thôi. Thì mà. Cái tên đấy nó cũng có được khoảng tầm uh, 6 7 năm rồi. Ừ. Em hy vọng là ngày hôm nay thì mình cũng sẽ nói chuyện giống như là đang ngồi trà đá. Tại vì thực ra em quan điểm của em khi mà làm nội dung em cũng nghĩ là nói chung mình nên gọi là bỏ những cái thứ gọi là hoa mỹ, có thể là do con người em như thế, em ừ. không phải là người mà thích kiểu đặt mọi thứ theo một cách rất là mỹ miều hoa mỹ nhưng mà nó không có gọi là cốt lõi em vẫn nghĩ là cốt lõi mà mình chia sẻ gọi là thật nhất thì nó sẽ là hay nhất thì anh trong cái sự nghiệp của anh nó rất dài thế thì anh có một kỷ niệm hoặc là một vài kỷ niệm đáng nhớ nào thế bây giờ ví dụ như là một cái một cái chiến dịch hay là một cái chiến dịch thành công hoặc thất bại của anh đi một cái chiến mà anh dịch anh cảm thấy rất là tự hào hoặc là muốn quên đi mình có rất nhiều năm làm content mà liên quan trực tiếp với quảng cáo ừ. mà khi làm content trực tiếp với quảng cáo thì cái việc đo lường nó rất là 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 đơn giản. Ừ. Và cụ thể, tức là khi mình làm content mà trong một cái tổng thể chiến marketing truyền thông nói chung ấy thì ừ. đôi khi cái giá trị của một content nó không được thể hiện rõ lắm bởi vì ừ. nó có nhiều thứ nó cộng lại. Nhưng khi mình làm content cho một cái quảng cáo cụ thể. Vâng. Thì cái đo lường các chỉ số quảng cáo đấy thì nó phản ánh ngay lập tức cái hiệu quả của content mà. Ừ. Thế thì uh, có rất nhiều lần mình làm những cái mẫu content mà mình nghĩ là rất hay, mình bỏ rất nhiều công mình làm ảnh, mình làm nội dung mình trao chuốt tỉ mỉ, thậm chí làm đến cả một ngày mới xong một cái ảnh nhưng đến khi mà mình triển khai cái quảng cáo đấy thì về cơ bản nó không nó không mang lại bất cứ một cái dấu hiệu nào là tích cực cả. Ừ. Thế thì uh, có những cái lúc thì mình lại làm những cái bức ảnh mà nó nó rất là kiểu ngẫu nhiên, chỉ đơn giản là lấy một cái ảnh về xong rồi cho vào thậm chí mình còn làm ảnh PowerPoint cơ, bởi vì đơn giản là đưa ảnh vào PowerPoint phủ một lớp màu đen lên xong chèn một cái chữ vào dùng PowerPoint luôn cho nó nhanh thì có những lúc làm những cái content kiểu rất là hồi như vậy thì nó lại hiệu quả bởi vì em vừa hỏi là cái cái gì là một cái những cái đáng nhớ trong nghề ừ. thì một trong những cái đáng nhớ nhất trong nghề đó là cái những cái lần mà mình mình nghĩ một kiểu mà nó ra một kiểu khác thì sau cùng có rất nhiều thứ đúc kết lại trong cái hành trình làm content thì một trong những cái đó là cái cảm nhận của cá nhân mình nó không có nhiều giá trị khi mà ừ. mình đứng dưới vai trò của mình làm content bởi vì là làm content là mình phục vụ cái thị hiếu của đối tượng mục tiêu chứ không phục vụ cái thị hiếu của bản thân mình thì một người làm content nó nó không phải là một nghệ sĩ nó khác một nghệ sĩ là một người làm ra một tác phẩm có thể chỉ phục vụ cái mong muốn cái đam mê của chính họ thôi ừ. nhưng một người đã làm content đặc biệt là content trong lĩnh vực marketing thì người ta phải được đứng dưới góc nhìn của đối tượng marketing luôn luôn gắn content vào đối tượng vì vậy người ta phải biết nói tiếng của đối tượng muốn nghe thì cái thị hiếu của mình cái mong muốn cái nhu cầu cái tiêu chuẩn của mình nó phải được để ra phía đằng sau một trong những cái nghĩa đáng nhớ trong cái nghề của mình Thực ra em em khá đồng tình với chuyện này vì em cũng đã trải qua những cái đấy Tức là đôi khi ví dụ như em làm em làm xoay room cũng rất nhiều năm rồi Thì có những thứ mà mình cảm giác là mình đầu tư rất nhiều tâm huyết, rất nhiều công sức Rõ ràng là ví dụ anh em kiểu làm dành rất nhiều thời gian và nghĩ hiểu già phát bây giờ chắc chắn nó ngon trên thực tế nhiều khi không bằng một cái meme kiểu random đi copy ở, ở trên mạng và chỉ việt hóa nhưng mà ở đây được. nó có một cái khác nhé ừ. là ở đây mình phải phân biệt rạch ròi này có một cái khái niệm mà mọi... nếu như chúng ta không phân biệt rạch ròi thì hôm nay chúng ta không muốn nói chuyện được với nhau đâu vâng. đó là content ấy là một khái niệm rất là rộng ừ. nếu dịch ra thì nó là nội dung nhưng mà về định nghĩa ra content thì à, nó là tất cả những gì chúng ta sử dụng để truyền tải thông tiệp thôi ừ. truyền tải thông tin thì đều có thể gọi là content vâng. đúng không em đưa cho anh một cái tờ giấy trong đấy có ghi chữ thì trong cái dòng chữ đấy chính là content đúng không đúng Ừ thì À, hôm nay em đến anh đến gặp em xong em chuẩn bị anh một cốc nước mình có thể coi nó là một content mà ừ. đúng không? Vâng. nó cũng là một content để để tác động lên cái suy nghĩ và cảm nhận của anh đúng không? Vâng. nhưng mà khi mà mình dùng từ content ấy nó có hai lĩnh vực rất là rõ ràng một là content creator vâng. và content trong lĩnh vực marketing à, tất nhiên khái niệm thì mình không không tranh cãi với bên ngoài mình tạm thời mình dùng khái niệm đấy để để phân biệt với nhau trong buổi ngày hôm nay thôi nhé vâng. thì content creator ấy, thì anh sẽ sử dụng nó để mô tả những cái người mà làm nội dung thuần túy tức là mình làm nội dung ừ à, ví dụ như một à, người làm phóng sự cho nhà đài đấy là một creator một người làm tiktok một người làm youtube Được. một người làm Livestream tất cả những cái đấy mình gọi chung là creator người ta tạo ra thông tin cho xã hội ừ. đúng không mà từ thường thì những creator sẽ phục vụ cái nhu cầu thông tin nhu cầu giải trí cho xã hội Được. còn một cái khái niệm content ở trong marketing ấy, thì anh sẽ hiểu nó là những cái content nằm trong những cái chiến dịch những cái hoạt động marketing thì ở đây nó có một khác là content creator thì nó sẽ tiệm cận với cả một cái vai trò của một người nghệ sĩ em có quyền làm những cái gì em thích bởi vì em là một creator ừ tức em có thể chạy theo view em có thể chạy theo tiền nhưng em cũng có thể chạy theo cái giá trị của bản thân mình bởi vì nó thỏa mãn đam mê của em vâng. ví dụ như anh thấy ở spiderum có những bạn mà làm những cái kênh mà về triết học thì anh nghĩ rằng bạn ấy phải rất đam mê về cái đấy và bạn ấy khao khát được nói về những cái đấy thì bạn ấy mới làm cái kênh đấy đúng không vâng ờ thì đấy là creator nhưng content ở trong marketing thì khác content trong marketing thì nó nó rất ít chỗ để thể hiện cái tôi bởi vì content marketing là mình phục vụ cho một cái brand nào đó, ừ. mình phục vụ cho một cái mục tiêu cụ thể nào đó. Đôi khi không phải là một cái brand mà có thể là một mục tiêu xã hội hoặc là một nhãn hàng cũng được. Nhưng rõ ràng là đã là content trong marketing thì phải phục vụ tiếng nói của brand, phục, ừ. phục vụ tiếng nói của chiến dịch. Còn à. một creator như bọn em đang làm ở bên spider Room thì creator thì có thể có nhiều đất để mình mình phục vụ cho cái tôi của mình hơn đúng đúng bởi vì bọn em nếu như bọn em đã làm những cái kênh mà về chủ đề bọn em thích thì về cơ bản bọn em cũng gần như một nghệ sĩ thôi nhưng mà thực ra bọn em thì em không biết là như này có được tính là cái này thì chắc anh sẽ phải chỉ cho em là bọn em có làm cả hai hay không ví dụ ừ. như bọn em là room thì bọn em cũng có làm cho nhãn hàng ừ à đôi khi đúng là bọn em cũng nhận thấy là à khi mà làm nhãn hàng thì mình sẽ gặp vấn đề gọi là cân bằng giữa câu chuyện cái tôi của mình này cộng với là cái mà khánh, khách hàng muốn này cộng với cách mình thể hiện tức là nhiều khi những cái ví dụ cái insight hoặc là cái hiểu biết của mình với audience của mình làm thế nào để thuyết phục được người ta làm thế ừ. nào để gọi là cho người ta biết rằng là làm theo cách của mình sẽ là tốt nhất nó cân bằng nhất ừ. thì thì um, tức là em cũng bọn em có làm cả hai cái mảng em ừ. nghĩ là bọn em có làm cả hai mảng đấy và em cũng đã trải qua câu chuyện là uh, phải cân đối phải xem xét các thứ như thế nào thì em nhận thấy là đấy là một cái vấn đề cực kỳ tức là nhiều người creator sẽ gặp phải bởi vì creator ừ. thì sẽ có cái tôi như bọn em là bọn em có cái tôi em phải thừa nhận luôn là bọn em cũng có cái tôi bọn em là muốn mọi thứ nó phải thế này tức là không được sôi thịt quá này không ừ. được gọi là đấm thẳng màu, rồi mà nó phải nhẹ nhàng sato saro thôi kiểu kiểu đấy thì không biết là ví dụ như với góc nhìn của, của anh chắc chắn là anh cũng phải làm việc <laughs> với vai trò của một chắc là anh cũng cũng đã từng đứng vai trò creator rồi vì anh cũng có những cái anh vừa là anh đã từng ở vai trò creator cũng đứng ở vai trò của brand đi làm việc creator Đúng rất là rồi. nhiều vâng thì anh anh có cảm thấy rằng là cái việc mà thay đổi cái mindset này nó ừ. là khó hay là có, có anh có cái cái câu chuyện gì đấy liên quan đến cái việc ừ. là làm thế nào để cân bằng giữa hai cái yếu tố này không ạ? Đúng rồi. Tức là bản chất là một creator nếu như mà nói về các công việc thường ngày của họ thì họ đứng ở dưới vai trò thuần túy là một creator, Được. nhưng mà một creator mà chỉ làm thuần túy thì lấy cái gì ra mà sống đúng không? Được. Cho nên creator vẫn phải có những cái hoạt động Phù hợp với các cái nhãn hàng hoặc là các cái chiến dịch khác để có một nguồn thu để phục vụ cuộc sống cá nhân. Được. Thì khi mà có những hoạt động hợp tác ấy thì creator đấy đứng dưới cả hai vai trò, họ là một creator để build lên kênh đấy và họ là một người làm content trong một chiến dịch marketing. Được. Bây giờ họ phải biến cái sản phẩm creator của họ của mà họ mà họ tạo ra thành một phần trong chiến dịch content marketing ừ. thì anh nghĩ là lúc nào nó cũng gặp một cái mâu thuẫn rất là cơ bản để dung hòa hai thứ đó là cái tôi của creator và cái mục tiêu của nhãn hàng thế thì để giải quyết được các bài toán đó thì anh nghĩ nó chỉ có một cái từ khóa quan trọng nhất thôi đó là từ khóa lựa chọn thường thì các nhãn hàng thì sẽ mong muốn những cái mục tiêu nó rất là cụ thể đôi ừ. khi có thể là view đôi khi có thể là tranh cãi và đôi khi sẽ là doanh số hoặc đôi khi là click vào một cái đường link nào đó Ừ. còn creator thì lại muốn là làm sao mình đưa cái sản phẩm đưa cái thông điệp vào trong video clip của mình làm sao mà cho nó gọi là nhẹ nhàng nhất nó Đúng phù hợp rồi, nhất chính xác. thì có những lúc hai mục tiêu đấy nó khớp với nhau ví dụ như kiểu là mình thì muốn nó nhẹ nhàng và nhãn hàng cũng muốn điều đó nhãn hàng ấy cũng muốn là chỉ cần có người nhắc đến tên thương hiệu của họ là được thì những trường hợp đấy rất là dễ nhưng mà cái khó là khi mà creator thì muốn là nhẹ nhàng nhưng mà nhãn hàng thì lại muốn xôi thịt thì anh nghĩ cái 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 quan trọng nhất đó là cái vấn đề là lựa chọn ừ tức là nếu như mà creator ở một cái vị thế mà không có sự lựa chọn ví dụ như đang rất cần tiền này hoặc là không quá là ít job này thì đương nhiên khi mà ít sự lựa chọn thì họ sẽ phải chấp nhận đánh đổi, đúng không chấp, nhận đánh đổi. chấp nhận đánh đổi còn khi mà người ta tập trung vào phát triển bản thân mình lên tức là bản thân họ có rất nhiều giá trị cho xã hội thì họ sẽ có nhiều nhãn hàng tìm đến mà khi họ có nhiều nhãn hàng tìm đến thì họ sẽ có sự lựa chọn mà khi họ có sự lựa chọn họ sẽ biết cách để lấy ra lọc ra những khách hàng mà phù hợp với cách làm của họ thì lúc đấy thì họ sẽ có thể hài hòa được mọi thứ. thì anh nghĩ là cũng chẳng có một cái cách nào hơn cách đấy cả. đó ừ. là phải phát triển bản thân mình thật là có giá trị để mình có nhiều người tìm đến hơn. mà có nhiều người tìm đến thì mình có nhiều sự lựa chọn hơn. có nhiều sự lựa chọn thì mình dễ dàng cân đối giữa vai trò creator vai trò content marketing hơn. cơ bản là phải tăng cái vị thế của mình lên đúng rồi. và thì, để làm. thực ra là cũng chẳng phải là trong content mà trong cuộc sống cũng thế mà. em không? em cũng nghĩ thế đúng rồi. trong mọi lĩnh vực kể cả yêu đương kể cả chọn bạn bè chọn gia đình Nó cũng như thế mà. Ừ. mặc dù là không phải là đây là mình tăng vị thế mình lên để mình gọi là khai thác hoặc là tận dụng một cái gì đấy uh, xấu ý ý là kiểu lợi dụng gì đấy nhưng mà mình tăng vị thế lên để mình có lựa chọn em nghĩ đấy là một quan điểm rất là hay tại vì uh, nhiều khi mình cũng nếu mình không không có một cái cách nhìn hoặc là cái hướng đi đúng đắn ấy thì mình sẽ gần như là em, em cũng gặp rất nhiều bạn và không biết là anh cũng gặp chưa nhưng mà em thấy là ví dụ như đặc biệt là các bạn mà hơi trẻ trẻ một chút khi bạn làm creator hạn mà ví dụ thành công và vọt lên một chút thì nhiều khi là các bạn ấy cũng có thể là cũng chưa đủ độ chín hay sao đó thì các bạn có thể à cơ hội nào đến nhãn hàng nào đến thì tôi cũng nhận tôi cũng cố gắng để cầy ừ nhưng mà về lâu về giá em cảm thấy là đây là cảm nhận cá nhân của em em cảm thấy là nếu mà mình cứ tức là không có một cái chiến lược cụ thể định hình để mình có thể là lựa chọn đúng ngay từ đầu ấy và tức là biết biết say no ừ ngay từ đầu ấy thì về sau nó cũng hơi hơi gặp khó khăn Thế không biết là em, anh có thấy bọn em có phải là một đơn vị biết từ chối không em nghĩ là bọn em có ừ. tức là bọn em từ ngày xưa là từ ngày xưa là thế rồi và bây giờ thì vẫn vậy thôi tức là bọn em cũng cũng có nhiều bên uh, liên hệ làm nhưng mà bọn em cũng sẽ chỉ chọn một số bên thôi tức là chấp nhận thậm chí là bọn em chấp nhận một câu chuyện là trong ngắn hạn rồi mình mặc dù mình cũng khó không phải là mình nhiều tiền đến mức đấy nhưng mà mình thấy là cái này nếu ví dụ mình không 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 tức là không làm đúng theo cái lựa chọn đường dài của mình thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái chiến lược hoặc cái mong muốn lâu dài của bọn em thì em thấy là và càng ngày nhé, em cái này là cảm nhận cá nhân của em em cảm thấy là càng về sau ấy ví dụ càng như bây giờ hạn thì em càng cảm, cảm thấy là cái kỹ năng mà ví dụ hồi trẻ thì mọi người hay nói là ơi phải cố gắng say yes với mọi cơ hội đúng không ừ. thì đến, đến càng về sau em càng nhận thấy là càng kiểu bạn càng phát triển thì cái kỹ năng say no mới là cái ừ quan trọng hơn và, và nó khó hơn chứ nó khó hơn và quá hơn, hơn. Thì... nhất là trong cái xã hội nó dối ren và nó cũng nhiều cái thứ nó tạp nham như thế này vâng và... kiếm tiền bây giờ nó không khó như ngày xưa ừ nói nói khó thì nó cũng khó mà nói dễ nó cũng vô cùng dễ nó chỉ khó khi mà à, mình muốn lựa chọn một con đường nó khó còn nếu như mình chấp nhận những cái thứ mà nó giá trị nó chỉ ngắn hạn thôi thì thực ra kiếm tiền bây giờ nó đâu có dễ đâu có khó lắm đâu đúng không nó cũng dễ mà đúng em cũng em em không okay, nếu mình bỏ cũng... nhiều thứ của cái ví dụ như bỏ nhiều thứ như bỏ cái tôi đi Và. bỏ những cái gọi là giá trị dài hạn đi thì thực ra kiếm tiền nó cũng không khó lắm đâu ừ. mà muốn giữ lại được tất cả những thứ đó mà vẫn kiếm được tiền nó mới khó đúng tức là kiếm kiếm tiền bọn em hay đùa với nhau là gọi là kiếm tiền nhưng mà tối về vẫn ngủ ngon đấy cái... kiếm <laughs> tiền mà nó vẫn sang mà kiếm tiền mà tối về vẫn ngủ ngon thì nó mới khó chứ còn nếu như bỏ những thứ đấy ra thì bây giờ ra ngoài xã hội nó có rất nhiều cơ hội nó có vô vàn nhiều cơ hội để kiếm tiền ừ tức là một người ví dụ như là bây giờ nếu mình quay lại với câu chuyện là <laughs> làm content hoặc content creator đi thì để mà ví dụ kiếm tiền kiếm rất nhiều tiền thì có những cách nào anh nếu như em hỏi như thế thì ừ. nó 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 câu hỏi nó nó là, cũng, nó vô cùng quá nó, nó cũng vô cùng nhưng mà em, em hiểu em hiểu cái gì đấy nhưng mà vì anh đang nói đến câu chuyện kiểu kiếm tiền rất là dễ ấy, ừ. nên là em thực sự tò mò Với cái việc là ví dụ như bây giờ một bạn ừ. bất chấp hay gì bất đấy. chấp đúng không? Vâng, OK thì... OK mình thấy nếu mình đã đưa sang hẳn cái chủ đề là câu chuyện về bất chấp tức ừ. là mình nói về những cái vùng gọi là vùng khuất đúng không? Vùng vùng khuất đúng thì về cơ bản là một quy tờ về cơ bản chỉ cần có view là có tiền ừ. chỉ cần có view à, mình sẽ bỏ qua cái phần là bất chấp làm nào để có view bởi vì để có view thì nó không khó đâu mà. Đúng bây rồi. giờ anh em mình đang ngồi nói chuyện như thế này nhưng bây giờ anh em mặc xịp ngồi ở bờ hồ nói chuyện thì tự nhiên anh em <laughs> sẽ có view thôi. Tức là vẫn ngồi như này nhưng thay à. vì mình ngồi như này mình bỏ hết quần áo ra mà mình vẫn quay tất cả mọi thứ này mình đi lên youtube thì khả năng cao là mình sẽ có view đúng không? À. Có những người uh, uh, thay vì uh, uh, nghĩ nội dung có giá trị thì người ta ra chuồng chó người ta ngồi người ta quay vẫn có view mà thì. Ừ bất chấp mọi thứ cách để có view thì nó không khó thế bây giờ giả sử bất chấp để có view rồi thì người ta sẽ làm cái gì khi đã có view rồi thì người ta có thể làm bây giờ dễ dàng nhất là người ta làm một số hình thức mmo ví dụ như affiliate ừ. người ta gai gắm sản phẩm vào người ta người ta bán hàng và có những hình thức bán hàng là bán hàng thật và có những hình thức bán hàng có mất dạy đến mức mà người ta chẳng thèm bán hàng người ta chỉ cần gắn cái link và lừa người tiêu dùng hoặc là lừa ừ. khách hàng lừa viewer kích vào cái đường link đó rồi sau đó họ ăn cái phần trăm hoa hồng từ cái lượt từ việc những cái người bị lừa đấy người ta mua một, một sản phẩm khác đấy là một hình thức mà làm nội dung thực bản chất là nó không tạo ra giá trị cho xã hội và đấy là một cũng là một một ví dụ cho cái việc là bất chấp để kiếm tiền ừ. nếu như mà nó họ có phải creator không thì họ cũng là creator họ bất chấp mọi cách để họ có view xong họ bất chấp mọi cách để những cái view đấy lại click vào một đường link nào đó và họ nhận được một lượng tiền từ cái việc người click vào đường link đấy thì đấy chính là một ví dụ cho cái việc kiếm tiền bất chấp nhưng mà về cơ bản thì anh em mình sẽ không phán xét những việc đó. À, mỗi người có mục tiêu, mỗi người có một ừ, hoàn cảnh riêng, người ta làm đấy là lựa chọn của người ta. Nhưng mà bây giờ mình chỉ đưa ra là đấy là một trong những cái việc làm thì sự sẽ bất chấp. Còn người ta làm đấy là kệ người ta thôi. Ừ. Anh nghĩ là mình cũng không phải là một người à, đứng lên sau đó là làm trong sạch cái tình con content thì anh không bao giờ nghĩ mình đứng dưới cái vai trò vậy, vai trò này nó hơi lớn. Ừ, với cả em nghĩ là cũng, cũng khó, cũng nhiều phân khúc. Vâng. thực sự thì để bảo là mình Ê, em thì quan điểm của em là em thấy là mình tạo ra được ảnh hưởng với những cái tệp nào mà mình cảm thấy về cơ ừ. bản là mình sẽ rạch ròi ra đâu là cách làm mà định hướng lâu dài, đâu là cách làm mang lại giá trị cho xã hội, đâu là cách làm nó chỉ mang lại tiền trong ngắn hạn, đâu là cách làm mà nó sẽ làm uh, mất đi cái giá trị cho xã hội. còn lại cái lựa chọn của mỗi người. tức là anh nghĩ là vai trò của uh, anh em mình thì mình chỉ đơn giản là mình phân tích ra thôi. còn các bạn trẻ các bạn theo theo cách nào thì đấy là quyền của người ta. Mình cũng không cấm được mình cũng không bắt ép không khuyên bảo các bạn được em không thích những thứ gọi là giáo điều hoặc là Đúng những rồi. thứ theo kiểu là à, bạn phải làm này bạn phải làm thế kia thì nó mới thế này thế kia thực ra thì em thấy là mỗi người sẽ có một mục tiêu và Đúng mỗi rồi. người sẽ có sẽ có một câu chuyện Qua... rất là dài đằng sau quan trọng là người ta có chấp nhận cái đánh đổi đấy không thôi ừ. còn cái em thấy người khổ nhất là người mà muốn làm liệu lâu dài nhưng mà lại không chấp nhận đánh đổi trong ngắn Đúng hạn chẳng hạn, đấy, hạn đấy, vậy đấy đấy Ho đấy hoặc là hoặc là ngược lại chính xác còn những người mà người ta đã chấp nhận là không quan tâm giới hạn người ta chỉ cần lợi ngắn hạn thôi thì người ta làm như thế là rất hợp với câu chuyện của người ta rồi ừ. thì mình cũng không có cái gì để phán xét cả trừ khi họ làm cái gì trái pháp luật thôi anh uh, đã từng trải qua rất nhiều công việc trong cái lĩnh vực content này như vừa nãy anh có chia sẻ thế thì uh, nếu mà để bây giờ để đúc kết lại trong 10 năm đấy thì anh nghĩ là cái uh, có một cái giá trị hoặc là một cái điểm gì mà khiến cho anh có khả năng làm tốt trong tất cả các công việc khác nhau đấy không ạ uh, mình cần có một kỹ năng đúc rút ừ. bởi vì rằng là Uh, người ta hay nói rằng là cuộc sống phải có va chạm nhiều, phải có trải nghiệm nhiều. Ừ. Nhưng anh nghĩ rằng là cái trải nghiệm ấy nó sẽ không có giá trị gì nếu như mình không có khả năng tinh lọc, đúc rút nó. Ừ. Nó giống như mình cầm một cái rổ mình đi múc nước ấy. Vâng. Thì trải nghiệm cũng thế, nếu như mình cầm cái rổ mình đi múc cái nước đấy thì nó sẽ trôi tuột hết đi. Nhưng mà sau cái mỗi lần có một cái sự kiện xảy ra, ví dụ mình làm một chiến dịch xong, ví dụ mình gặp một khách hàng, mình cãi nhau với một khách hàng mình có thành công hoặc mình thất bại cái quan trọng là cái kinh cái khả năng mình đu rút sau tất cả những cái đó trong hơn 10 năm anh đi từ nam ra bắc thì anh thấy rằng có thật sự là có những bạn bạn làm chỉ một hai năm thôi bạn đã có thể lên được vai trò leader thậm chí manager có những người người ta làm đến ba năm năm người ta vẫn đậm chân tại một vị trí thì anh nghĩ cơ bản sự khác nhau là uh, giữa hai người đấy là một là ai sẵn sàng va vấp nhiều hơn nhưng ừ. quan trọng hơn nữa là ai là thứ hai là ai là người có thể học được nhiều hơn từ những cái va vấp đó cũng là ừ. 5 năm nhưng mà 5 năm của hai người nó không giống nhau. Có ừ. thể mỗi một người 5 năm nó chỉ là những câu chuyện. Còn có một người kia 5 năm nó là một loạt những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức đã được hệ thống hóa, đã được quy trình hóa, đúc rút lại. Ừ. thì hai hai cái 5 năm đấy nó khác nhau hoàn toàn. Ừ, em hiểu. là thực, thực ra để mà nói về câu chuyện hệ thống hóa và kiến thức tức là học được nhiều nhất có thể từ các trải nghiệm đi thì theo anh có một cái cái cách thức nào hoặc là anh anh tự anh áp dụng nhé ừ. hoặc là anh nhìn thấy là làm thế nào để Tức là ví dụ tôi tôi và bạn cùng trải qua một sự kiện thế nhưng ừ. mà làm nào có thể đúc rút nhiều đúc rút được nhiều hơn và giữ ừ. lại cho mình nhiều hơn có một cái kỹ năng nó rất là đơn giản nhưng mà anh không biết nói này nó có quá không mà nó có thể mang lại một kết quả rất đột phá và cho tất cả mọi người anh nghĩ là cho tất cả mọi người đó là kỹ năng viết thế thì khi bạn trải qua một cái điều gì đó thì bạn đơn giản là bạn ngồi bạn viết nó lại ừ. bằng nhưng mà không phải viết theo kiểu nhật ký đâu nhá à, không phải viết theo kiểu là ngày hôm nay tôi đến gặp Việt anh buổi sáng Việt anh mời tôi cốc nước buổi chiều với... <laughs> tôi kết thúc buổi gặp vào lúc 11 giờ không phải như thế mà mình sẽ phải viết dưới dạng là những câu hỏi những câu hỏi rất là cơ bản thôi hôm nay tôi đã trải qua việc gì làm thế nào để nó tốt hơn những câu hỏi rất cơ bản như vậy và mình ngồi mình viết nó ra không phải là mình ngồi nghĩ ví dụ như hôm nay anh đến gặp em thì giả sử chúng ta có một cuộc hẹn thế làm sao để cuộc hẹn đấy lần sau nếu như mình gặp một người giống như việt anh ừ. làm sao để cuộc hẹn đấy nó chân chu hơn làm sao để mình dùng ít câu từ hơn Mà cuộc hẹn đấy nó vẫn diễn ra tốt đẹp hơn ừ. Đấy Hoặc là khi mà mình đến gặp Việt Anh rồi Thì hôm nay mình chào nó như thế nào Mình bắt tay với nó ra làm sao thì, thì lần sau nếu như mình gặp một người khác Kiểu kiểu như vậy Thì làm sao mà để có một cái bắt tay nó thuận lợi nhất Thì anh lấy câu chuyện của cái bắt tay đưa ra Để anh nói rằng là Trong mọi thứ trong cuộc sống mình đều phải học Mình đều phải cải tiến Từ những cái rất nhỏ như một cái bắt tay Như một câu chào Như là một... Uh, câu nói mở đầu mọi thứ mình đều phải học thì suy rộng ra thì đấy là một việc rất nhỏ suy rộng ra thì những việc lớn ví dụ như mình phân tích một chiến dịch mình bàn bạc trong một cuộc họp mình giao việc cho một nhân sự mình phản biện với sếp của mình tất cả mọi thứ nó là những kỹ năng nó phức tạp hơn thì mình càng phải ngồi mình viết nó ra bằng một câu hỏi là hai câu hỏi thôi hôm nay mình đã làm gì và làm sao mình mình làm nó tốt hơn mà đặc biệt hơn nếu chi tiết nữa thì phải làm tốt hơn về khía cạnh gì ví dụ như kiểu hôm nay chúng ta có một cuộc họp mình ngồi cãi nhau với sếp chẳng hạn thế thì câu hỏi đầu tiên là hôm nay mình đã làm gì? là hôm nay có một cuộc họp đúng không? câu hỏi thứ hai là làm sao để làm tốt tốt hơn thì mình phải chi tiết là tốt hơn trong nhiều khía cạnh. nếu như mà làm làm sao để mình tốt hơn về mặt trình bày là một câu hỏi. làm sao mình làm tốt hơn về cái mặt gọi là sắp xếp để cái không khí cái buổi họp này nó đỡ căng thẳng về mặt đối nhân xử thế đấy. À, câu hỏi thứ ba là làm sao để mình làm tốt hơn về mặt hiệu quả. Ừ. tức là mình chia nhỏ cái mục tiêu tốt hơn đấy thành các mục tiêu con thế thì nếu như mỗi ngày mình đều nếu như mình gọi là mình suy si ra nhất mình không có thể gian mình viết đi thì mình ngồi nghĩ nhưng mà từ việc nghĩ đến việc viết nó là hai cái level rất là khác đã, mình ngồi nghĩ về những việc đó nó đã rất tốt rồi nó đã rất tốt rồi nhưng cứ thử các bạn nếu như các bạn đang ngồi xem cái podcast này thì các bạn cứ thử ngồi viết ra mà xem nó sẽ cho các bạn một bài học nó rõ ràng và mang tính đúc kết hơn rất là nhiều bởi vì ví dụ như anh ồ, anh nghĩ một câu hỏi đó là hôm nay làm sao để làm tốt hơn thì anh có thể loáng thoáng nghĩ ra vài cách đầu dòng sau đó thôi còn trôi vào đi vãng thôi nó không nhớ vào đâu. Nhưng khi em viết ấy, thì em sẽ thấy rằng những cái giải pháp mình đưa ra thực ra nó chưa đủ tốt đâu. Ừ. Nó sẽ yêu cầu mình phải làm rất là sâu. Ví dụ, hôm nay làm sao để mình khiến cho cái không khí buổi họp hôm nay nó đỡ căng thẳng hơn. Em em nghĩ trong đầu để thì câu trả lời của em nó rất là nông, nhưng khi em viết cái câu trả lời đó ra nó rất là sâu và thật sự em sẽ học được vô cùng nhiều. Ừ. Gần đây em cũng <laughs> xuất bản cuốn sách cuốn động lực nội tại trong đấy nó có một cái kỹ năng mà như đúng như anh nói luôn, nó gọi là daily journaling. Tức ừ. là hàng ngày cũng phải viết nhưng mà viết đúng như anh nói là nó không phải là viết nhật ký kiểu hôm nay tôi cảm thấy tôi, tôi, tôi uh, trải qua cái việc này việc này việc này mà nó nên có một cái cái góc nhìn mang tính phân tích nhiều hơn ừ. em nghĩ em cái thực sự nghĩ là cái với em chẳng hạn thì em không phải là một người em cũng là một người viết em có viết nhưng mà em lại không phải là một người thích Kiểu là Daily hàng ngày thế nhưng em rất là đồng tình với câu chuyện là hàng ngày mình nên có một cái mà em hay gọi là phản tư ấy. Ừ. tức là mình nên nghĩ lại về cuộc đời gọi là cuộc ngày hôm nay mình có những cái gì quan trọng hoặc là những cái gì mà mình đã trải qua tức là mình dành thời gian cho chính bản thân mình để mình suy nghĩ lại ừ. và em đem thấy là có một cái ý mà như anh nói em nghĩ là nó rất hay tức là thực ra khi mình viết ra này hoặc là khi mình nghĩ này thì mình sẽ nhìn được ra các chi tiết Ừ. và đặc biệt là viết thì biết là viết. thì mình mình lại nhớ và mình sẽ nhìn rất là kỹ các chi tiết khi mình viết mình mới thấy cái sai của mình cơ đúng ví dụ khi em nghĩ rằng là để làm tốt hơn mình sẽ làm cái A cái B cái C nhưng thực ra là nó không đúng đâu ừ. đến lúc em viết ra em thấy cái A cái B cái C thực ra nó vẫn là xì si ra lắm nó nó không đủ nó còn phải ừ. nhiều thứ khác cho nên cái viết nó yêu cầu mình tư duy mức độ sâu hơn nhiều ừ. và bản chất đấy là công việc anh vẫn làm tức là ngày xưa thì anh, anh 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 viết kiểu đấy rất là nhiều nhưng mà đến bây giờ thì khi mình mình đã viết quá nhiều rồi thì bây giờ anh chỉ viết khi mà có một cái sự việc quan trọng thì ừ. anh sẽ viết lên một cái blog và có những bài viết anh publish ra bên ngoài và có những bài viết anh không publish ra bên ngoài ừ. có những cái mình viết cho mọi người đọc và có những cái mình viết chỉ cho mình đọc thôi ví dụ như kiểu là khi anh anh có một hợp đồng thì anh sẽ ngồi anh viết lại về quá trình làm hợp đồng đó còn bây giờ thì anh không viết hàng ngày nữa nhưng mà cái thời trước anh viết hàng vì cái thời điểm mà anh còn đang đi làm ấy thì mỗi ngày mình va chạm rất là nhiều xử lý rất là nhiều công việc xếp cấp trên của mình nữa và xếp cấp dưới của mình nữa và cái đến thời gian anh làm chủ, anh mở doanh nghiệp thì hàng ngày những cái việc anh làm được nhân sự anh cũng hay ngồi anh ghi lại bằng hai câu hỏi thôi, mình làm gì và làm sao làm tốt hơn. Em cũng nói là em không viết thôi nhưng mà bản chất là ví dụ những cái bài viết của em trên Spyroom nó cũng là một cái như thế. Khi ừ. có một cái sự kiện lớn hoặc là một cái việc gì đấy mà mình cảm thấy là mình muốn mình... muốn hệ nói, thống lại mình hệ thống lại. Thì đúng là khi mà sau này ví dụ như bây giờ trẻ em mà nhìn đến bản thân em của vài ba năm trước lúc bắt đầu mà viết những thứ đấy thì mình sẽ nhìn thấy cái sự tức là sự thay đổi trong tư duy ấy, trong nhận ừ. thức và em em thấy là đúng thực sự là cái, những cái đấy là những cái cột mốc rất là ý nghĩa khi mà anh nhìn lại các bài viết cũ của anh thì thì anh có tức là anh có cảm giác là à, anh có nhìn thấy rộng, rõ cái sự phát triển của bản thân giống như em em nhìn thấy không có chứ cái đấy là anh nghĩ là cái đấy là chuyện mà ai cũng sẽ gặp phải nhưng mà nhờ có những bài viết đấy mình mới nhìn nhận nó rõ hơn thôi ừ. tức là nếu như mình không có bài viết đấy thì mình sẽ cảm nhận nó rất là mơ hồ đúng nhưng khi mình có bài viết đấy mình đọc lại thì đôi khi không những là mà cảm giác là có sự phát triển mà ngày xưa mình cảm thấy ngày xưa mình ngây ngô một cách khó hiểu <laughs> nhưng mà nhiều khi em lại thấy đúng là nhìn vào những cái ngây ngô của bản thân thế nhưng mà sẽ có nhiều trường phái nhé sẽ có những người em thấy là à muốn giấu nhẹ những cái ngây ngô mình đi có những người như vậy tức là tôi đang thể hiện là càng ngày tôi chuyên nghiệp hay tôi gì gì đấy tôi ở một cái level nào đấy như vậy nhưng em phải em nhìn vào những cái ngô em rất, rất thích Ừ. em thậm chí em còn thích là Tôi để ra để sâu ra sâu ra để cho mọi người thấy là ở đấy ngày xưa cũng cũng <laughs> tức là mình cảm thấy là anh thì anh không lựa chọn sâu ra ừ. về cơ bản đa số những cái bài anh tự viết kiểu đấy thì anh để ở độ ẩn thôi ừ. à, đôi khi là mãi mãi sẽ không bao được bóc đích ra ừ. mình là còn chính còn thường anh đã bóc ra là những bài viết nó mang tính, chỉnh chu chỉnh chu và nó có tính giá trị cho người đọc ừ. còn đôi khi thì có một số cái ngây ngô mà như em nói là ngây ngô quá mà nó mang tính hài hước thì mình chia sẻ cho bạn bè mình xem thôi chứ còn ừ. lại là ờ uh, là là về cơ bản là anh không bóc kinh ra đâu ừ ok thế trong suốt cái quá trình mà anh làm content đấy thì uh, anh cái ngành content này theo anh là nó đã thay đổi em phải hỏi lại là ngành content và ngành content trong marketing hay là à content rồi, ở rồi. trong lĩnh vực creator nói chung uh, em nghĩ là chắc là content ở marketing đấy ạ. Ừ. ừ lĩnh vực content ở marketing thì anh để ý là nó có hai giai đoạn phát triển trong mình cứ lấy khoảng 10 năm gần đây đi ừ. thì nó chia hai giai đoạn phát triển. Một giai đoạn phát triển là từ cái giai đoạn mà tầm trước năm 2018 đổ về trước. Cái thời điểm đó thì content nó vẫn mang tính chất là truyền thống học thuật. Ừ. Tức là mình có thể xây dựng những cái quy chuẩn cho content. Đấy là content phải thể hiện cái này, content phải thể hiện cái kia và mình có thể lấy trong sách giáo khoa ra mình nói. Ừ. Nhưng mà từ năm 2018 đổ ra thì nó có những cái sự thay đổi trong mặt thị trường đó là có một số cái kênh truyền thông, có những kênh giải trí, những kênh mạng xã hội mới như TikTok chẳng hạn thì khi những kênh những kênh giải trí mới nó nó phát triển thì cái content marketing ý, nó thay đổi theo bởi vì content marketing là phục vụ đối tượng mục tiêu cho nên là khi đối tượng mục tiêu người ta thay đổi vào thị hiếu thì các cái cái tư duy về mặt content nó cũng thay đổi thì khi có sự phát triển của những cái mạng xã hội mới như là tiktok chẳng hạn thì cái tư duy về content nó nó thay đổi rất là nhiều ví dụ như kiểu ngày xưa thì mình trọng về hình và text ừ. thì bây giờ mình trọng về trọng vào video Uh, video ngày xưa để trọng về cái việc là tập trung giới thiệu sản phẩm. Bây giờ video nó tập trung vào cái trải nghiệm, cái lợi ích, cái giá trị mà khách hàng đạt được. Thậm chí là trong cái video mình phải làm sao cho khách hàng xem xong người ta, người ta được trải nghiệm cái sản phẩm đấy mặc dù người ta chưa chưa cầm sản phẩm trên tay nhưng mà thông qua cái video người ta cảm giác như kiểu người ta được trải nghiệm thử những cái đấy. Giống như các cái video review chẳng hạn. Đấy là ừ. một hình thức thì anh thấy đây là một trong những cái sự thay đổi của content. thứ ba nữa là cái content bây giờ nó có cái sự lên ngôi của thế hệ Gen Z cho nên là các nhãn hàng trừ những nhãn hàng nó quá truyền thống hoặc có những nhãn hàng mà nó nặng về B2B thì những nhãn hàng mà dành cho cái đối tượng từ trẻ vừa vừa đến rất trẻ mà làm cho B2C thì thường bây giờ người ta uh, phải nghiên cứu rất sâu và phải đi theo cái văn hóa của Gen Z tức là hai ba năm trước ba bốn năm trước thì có thể nói Gen Z là là một cái gì đó nó, nó là một nhóm nào đó một nhóm nào đó thôi. chứ bây giờ Gen Z nó là cả là là, là nên, một thế hệ rồi. nó là cả một thế hệ rồi. và các bạn Gen Z bây giờ đủ lớn để trở thành một cái lực lượng người tiêu dùng chính rồi. chỉ thêm khoảng tầm ba bốn năm nữa là các bạn ấy đến tuổi là là tiệm cận với gần 30 tức là lực lượng tiêu dùng chính rồi. cho nên các nhãn hàng bây giờ không còn gọi là phải lựa chọn, phải phân vân nữa bởi vì đấy là điều bắt buộc. trừ khi mà người ta phục vụ cái đối tượng bên trên thôi. nếu ừ. tuổi cao còn lại phục vụ đối tượng trẻ thì đều phải theo tương nói và hơi thở của Gen Z thì đấy là mấy anh cái anh nghĩ là nó khác nhất trong cái dòng chảy của content marketing ừ. thực ra thì ví dụ như với anh chẳng hạn thì để mà ví dụ như em em thêm em thấy là sẽ có những thứ mình sẽ phải thay đổi để liên tục phù hợp với cái dòng chảy đấy ừ. trong cái câu chuyện trong cái trường hợp của anh đi thì ví dụ như mình nói một cái rất là cụ thể là ví dụ về gen Z chẳng hạn anh ừ. làm thế nào để có thể gần như là bắt kịp hoặc là vẫn theo dõi hoặc là nói được đúng cái ngôn ngữ của Gen Z nếu mình cần anh thì bây giờ về cơ bản là anh không còn đứng ở dưới vai trò của một người trực tiếp sản xuất nội dung nhiều nữa về ừ. cơ bản là mình, mình không có bắt tay vào làm thực thi hàng ngày thì nếu như mà bảo hỏi anh là làm sao để làm được thì anh không biết rồi thì anh cũng không làm được ừ. bản thân anh cũng đang bị tự tự không biết là tự anh làm hay là thế nào nhưng anh thấy mình bị cái gì của Genji khá là nhiều bởi đơn giản là khi anh theo dõi các fanpage của Genji thì xem 10 phút anh chỉ hiểu là bốn năm post rồi về cơ bản là anh xem một cái post anh đều phải lộ xuống comment anh đọc thì anh mới hiểu có những post anh đọc comment mà anh thấy kỳ lạ là tất cả mọi người đều hiểu nhưng không ai giải thích cả anh phải mang đi hỏi tứ tung anh mới hiểu được một cái nội dung cái bốt đấy nó buồn cười ở chỗ nào thì bản thân anh là cũng bị outdate so với Z nhiều rồi cho nên là để 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 có thể gọi là hòa nhập với cái đối tượng đấy thì mình mình buộc phải dùng nhân sự của cái thời đấy thôi chứ còn bảo là anh làm thế nào để anh hòa nhập anh thì anh không không làm được em hỏi anh thế bởi vì em cũng giống anh đấy <cười> <cười> em thực sự cảm thấy là nó luôn luôn có khoảng cách Ừ. mình mình có cố gắng thì có thể là có lẽ là cái được một phần thôi do cái nền cái nền của mình nó không được từ một cái uh, gốc chung ấy bởi vì bây giờ nhá, những cái kênh mình xem không giống cái kênh bạn ấy xem ừ. những cái người bạn ấy các bạn ấy theo dõi không giống những người mình theo dõi cho nên những cái câu chuyện mà các bạn ấy đùa mình đâu có hiểu đâu ừ. những cái thuật ngữ những cái chủ đề có những cái mình tưởng là rất vớ vẩn nhưng mà đưa lên một fanpage gì mình không hiểu sao cái đến lại buồn cười mà người ta tương tác đến hàng chục nghìn comment ừ. thì có nghĩa là thật sự là mình đã rất là outdate với thế hệ đấy rồi cho nên là để làm content được đúng thị hiếu thì mình buộc phải có một cái phương pháp nào đó để mình làm việc với các đấy, nhân sự bạn. đúng lực lượng lao động của người của thế hệ đấy thì các bạn mới sản xuất ra được ừ. còn mà bây giờ bảo các thế hệ của mình mà bây giờ chạy theo thì nó rất là vô lý mình mình không thể chạy theo được mà có chạy theo thì nó cũng chỉ là có cái vỏ đấy mình thì bên trong mình không giống như thế thôi vâng. bên trong mình không như thế đúng rồi thế chứng tỏ là em cũng không 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 phải là một trường hợp bất thường em nghĩ vậy uh gần đây thì có một cái sự trong ngành content marketing thì em thấy là có sự xuất hiện của chat gpt và ừ. có vẻ như các bên áp dụng chat gpt vào rất nhiều thì uh, anh thấy là ngành nó có thay đổi nhanh hơn hoặc là khác biệt như nào sau chat gpt không ạ à, vì anh làm admin làm chủ của một cái cộng đồng và vâng. người làm nội dung trên đấy hơn 500 trăm nội thành viên cho nên là từ cái khi mà cái chat gpt nó ra đời ấy thì về cái bảng ngày nào anh cũng phải duyệt ừ. những cái bài liên quan đến chat gpt ừ. Uh, ngoài những cái bài liên quan đến hướng dẫn sử dụng này vâng tư duy sử dụng chat gpt thì nó có một cái tuyến bài mà cũng khá phổ biến trong cộng đồng của anh đó là cái tuyến bài liên quan tranh cãi một phía thì bảo là chúng mày sắp thất nghiệp rồi ừ uh, phải học chat gpt đi nếu không thì thất nghiệp đấy một phía thì bảo là chat gpt thì không gói quá gì cả nó cũng chỉ là công cụ thôi thì về cơ bản là anh 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 về cơ bản là đứng dưới góc độ của một người làm nội dung này là một người làm cộng đồng này uh, lắng nghe các dư lượng xã hội thì quan điểm cá nhân anh thì chat GPT nó cũng anh thấy là nó cũng không không mang lại một cái gì thì nó quá khủng khiếp đâu nó mang lại những sự thay đổi cho ngành là có nhưng với anh thì nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá khủng khiếp nó quá khủng khiếp bởi vì là uh, chat GPT nó giúp chúng ta uh, tìm kiếm thông tin nhanh hơn chat GPT nó giúp chúng ta sắp xếp thông tin một cách nhanh hơn chat GPT có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian để làm những cái việc mà nó mang tính chất làm đi lại nhưng về cơ bản để tạo ra một sản phẩm chất lượng nó yếu tố con người nó vẫn rất là quan trọng như anh nói nha chat GPT chat, chat GPT nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian về việc tìm kiếm này ừ. sắp xếp đúng không? Vâng ờ, tìm kiếm và sắp xếp thông tin còn lại về bản chất là nếu không có chat GPT chúng ta có làm được không? Chúng ta vẫn làm được mà ừ. bởi vì chat GPT cũng là tổng hợp từ các nguồn ở trên internet và chúng ta vẫn có công cụ tìm kiếm thì cái GPT nó chỉ giúp chúng ta là tiết kiệm thời gian tìm kiếm và sắp xếp những cái thông tin đó thôi. Cho nên bản chất là trước đấy chúng ta vẫn làm được. Ừ. Đấy, cho nên cái cái sự thay đổi của ChatGPT là chúng ta tiết kiệm một lượng lớn thời gian. Nhưng nó không mang lại một sự thay đổi quá khủng khiếp bởi vì nó có khủng khiếp hay không nó phụ thuộc vào tư duy sử dụng nó. Với với rất nhiều người ChatGPT không mang lại một sự thay đổi lớn như cả thậm chí mang lại sự thay đổi nó còn tệ đi. Vì nếu như người ta không có tư duy dùng công cụ đủ tốt thì ChatGPT sẽ khiến người ta lười suy nghĩ, sẽ khiến người ta làm ra những cái đống sản phẩm nó lờ nhờ vì ừ. chúng ta đang đưa vào một bài toán giống như bài toán của người khác đưa vào nhập ừ. vào chat thì có nghĩa là sản phẩm chúng ta giống hết thôi thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một thế hệ là ví dụ như kiểu một nghìn bạn làm nội dung fanpage giống hệt nhau bởi vì mỗi ngày chúng ta lên là viết cho tôi một cái bài quảng cáo về công nước này đúng không ừ. thế thì cái sự khác biệt đến từ đâu đến từ tư duy nếu như chúng ta ra một đề bài chung chung thì con chat nó đưa ra một đề bài chung chung nhưng mà chúng ta biết tư duy và đề bài ví dụ ngày hôm nay chúng ta viết một bài quảng cáo về một công nước như thế này chúng ta tư duy đối tượng của chúng ta là ai ví dụ đối tượng của chúng ta là những người làm nội dung chẳng hạn cũng là những người làm nội dung thì chúng ta tư duy là cái cốc nước này có giá trị gì với những người làm nội dung thì anh ví dụ anh sẽ đưa ra một cái đề bài là hãy viết cho tôi một bài quảng cáo về cái cốc nước lọc này hướng tới đối tượng là những người đang làm nội dung họ có một số vấn đề như kiểu là họ khát này họ có thể bị khô họng này họ có thể uh, ít uống nước này ảnh hưởng sức khỏe và hãy viết cho tôi một bài quảng cáo cho đối tượng đấy thì đấy là một đề bài rất là cụ thể thì ừ. cái thời gian mà bây giờ mình tiết kiệm cho những công việc tìm kiếm và là sàng lọc thông tin thì mình dành thời gian để mình tư duy về cái đề bài tư duy về cái đề bài là tư duy về đối tượng vì vậy là anh nghĩ rằng là chat gpt nó không nó mang lại một sự thay đổi lớn nhưng không phải là quá khủng khiếp theo kiểu là đổi trắng thay đen nó nó chỉ mang lại giá trị khủng khiếp đối với những người thật sự có tư duy biết sử dụng công cụ thôi còn với những người bình thường thì anh nghĩ chat gpt chỉ giúp họ tiết kiệm một chút thời gian nhưng đôi khi có thể làm họ mang lại những kết quả còn tệ hơn cả trước khi chai đến với thế giới này vâng em cũng cảm thấy là uh, có có một cái cảm nhận tương tự với anh tức là ví dụ như em thấy là nhưng mà cái này là là một một xu hướng ấy, em có quan sát được thậm chí ví dụ như mình sẽ nhìn thấy là nhiều nhiều bên hoặc là nhiều người bảo là ôi bây giờ mình không cần dùng content nữa mình có ChatGPT hết rồi mình có thể tự làm bài blog tự làm bài page các thứ nó rất nhanh kiểu bạn lên bạn vào ChatGPT là hãy nghĩ cho tôi 10 cái cốt hay cái gì gì đấy về vấn đề này vấn đề kia xong rồi có thể bạn lại lên visual hoặc là lên Canva thăm cảnh là sao làm, sao? làm mấy cái thăm xong rồi nhét chữ vào vân vân. Thì em em cảm giác là cái việc đấy cứ khi em nghĩ lại em thấy thực ra nếu ví dụ 10 ông, 100 ông, 1.000 ông ông nào cũng làm thế thì thực sự là mình đang 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 xem cái gì ấy, Đúng hoặc rồi. là ông cái sự khác biệt của ông là cái gì ấy. thì thì nhưng mà rõ ràng là mình có nhìn thấy là rất nhiều bên thậm chí là có nhiều bên em thấy là ho, hoặc là cái này là do em nhìn thấy nhưng mà thực tế nó không phải vậy tôi nhìn vậy mà không phải vậy nhưng mà họ có vẻ rất thành công với cái chiến lược theo kiểu công nghiệp như thế, không biết là cái, anh có chứng kiến một cái trường hợp nào như vậy không hay là nó chỉ là một cái đang được là làm quá lên nó hype về cơ bản là những uh, về cơ bản là như anh đã nói á công cụ thì giống nhau trong tay tất cả mọi người ừ. hơn nhau là cái tư duy sử dụng công cụ ví dụ như là cùng là con chat GPT cùng là một cái lệnh nhập vào nhưng mình cho nó một cái đề bài hay thì nó sẽ đưa ra một kết quả hay thế thì sản phẩm của hai bên sẽ giống nhau nếu như mà chúng ta đưa vào đề bài giống nhau vì vậy là vẫn sẽ có những đơn vị họ làm dù là họ làm công nghiệp nhưng nếu như họ có phương pháp sử dụng công cụ họ ừ. để thời gian chất xám cho cái việc nghĩ đề bài ừ. và sau đó họ giao đề bài cho chat GPT thì sản phẩm của họ vẫn là một sản phẩm khác biệt ừ tức là họ làm công nghiệp và họ dựa phần nhiều vào trí tuệ nhân tạo nhưng họ vẫn đưa yếu tố con người vào trong thông qua quá trình sáng tạo đề bài và họ có quy trình cho cái việc đó thì mặc dù làm công nghiệp nhưng sản phẩm của họ vẫn có sự khác biệt. Ừ. Tức là nhưng mà đến cuối cùng thì uh, tức là em em thấy có một cái câu câu mọi người hay hay nói khá là hay tức là bạn sẽ không mất việc chắc là trong tâm sự con xe em nghĩ mọi người cũng nói cũng cãi nhau bạn chán ngày mà tức là kiểu bạn không mất việc vì con chat bạn mất việc với người biết dùng con chat đấy đúng rồi nó giống như kiểu là À, chúng ta hãy tư duy một câu hỏi mang tính lịch sử như thế này, từ khi có sự ra đời của máy móc, con người đâu có mất việc đâu, con người để thêm việc mà? có thêm việc, máy móc là một một cỗ máy có thể làm thay công việc của ít thì vài người, nhiều thì hàng chục người, đúng không? hàng ừ. trăm người, nhưng mà rõ ràng từ khi máy móc ra đời thì xã hội lại phát triển chung lên và số lượng công việc lại càng tăng lên, thì content cũng thế thôi. Nếu như chúng ta định vị của mình là chỉ là một người tìm kiếm thông tin và viết lại. Thì rõ ràng là chúng ta không thể đọ lại con chat GPT được Vì chúng ta chính là con chat GPT phiên bản Sida hơn <laughs> Đúng không? Nếu như anh bảo với em rằng là Việt Anh Em viết cho anh một bài uh, Nói về việc là tại sao mà chúng ta nên uống nước Sau đó Việt Anh lên Google là Tại sao chúng ta cần uống nước Việt Anh đọc khoảng người bài sau là <laughs> Không copy thì Sida quá <laughs> Xịn hơn đi Việt Anh là uh, Đọc 10 bài Sau đó tổng hợp lại thành những ý hay nhất Đưa ừ. thành một bài Đấy là là xịn hơn đúng không? Còn em copy ừ. riêng bài thì không nói rồi nhá yeah thì sau cùng cái bài đấy của em đúng bằng anh hỏi quan sát tại sao chúng ta cần uống nước bởi vì nó cũng là công việc đó tìm kiếm và tổng hợp đúng không sắp ừ. xếp nhưng mà nếu như anh hỏi em là uh, anh hỏi là em việt anh uh, em hãy viết một bài mà để khuyến khích mọi người uống nước cho mọi người cái động lực uống nước thế thì uh, em cũng đi tìm kiếm ở trên internet để em đưa ra được những cái gạch đầu dòng về mặt lý do nhưng sau đó em viết một bài em đưa tính cảm xúc của em vào hoặc em ra đề bài là viết theo hướng cảm xúc viết thành một cái story storytelling ABCD cái gì đó thì cái giá trị của em ở đây chính là giá trị của em biến hóa cái việc dùng công cụ đấy đưa ừ. thêm cái đề bài cái mong muốn của em vào thì nó lúc này nó mới khác còn nếu như mà em trả lời đúng câu hỏi của anh và em đi em tìm kiếm em tư ra thì em biết đúng như con chat GPT phiên bản SIDA hơn mất nhiều thời gian hơn đúng không như như vậy thì thì đúng là bản chất là mất việc là đúng rồi đúng không anh ừ. <laughs> xứng đáng nhưng mà em thấy là ngược lại có, sẽ có những người mà tận dụng chat GPT uh nó khiến khiến người ta cảm thấy thụ động hơn ấy. bản chất là người ta lại càng bị động ấy. Rồi mình đã lười nghĩ các thứ rồi bây giờ tự nhiên lại có một thằng mình chỉ đưa một cái rất đơn giản vào nó lại để ra không anh anh thì lại có quan điểm trái ngược như thế vâng. anh nghĩ là con chat gpt khi chúc chúng ta có nhiều thời gian để nghĩ hơn ừ. tức là ngày xưa vì chúng ta phải tìm kiếm thông tin mà chúng ta phải viết cho nên chúng ta bị dối ren trong rất nhiều ừ. cái đống suy nghĩ lan man nhưng bây giờ nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là đề bài ừ. anh cũng không muốn dành nhiều thời gian nói về cái chuyên môn ở đây nhưng mà một đề bài của một content nó là gì đối tượng mục tiêu và thông điệp. Ừ. nó là ba cái mục tiêu đó, ba cái tư của dòng nó kết hợp lại thành một cái đề bài cho một cái nội dung bất kỳ. Bất kể em làm một cái nội dung gì, em đều phải suy nghĩ về đó. Ừ. Em làm một bức thư tình, em phải suy nghĩ là mục tiêu đối tượng và thông điệp. Em nấu đối một tượng, mục tiêu em, và thông điệp. Em nấu một bữa ăn cho khách, em cũng mục tiêu đối tượng và thông điệp. Người ta muốn nghe cái gì? Mục tiêu của em là gì? Sau đó em chốt lại cái thông điệp, đúng không? Ừ. Thế thì rõ ràng là khi em chuẩn bị sản xuất một nội dung, thay vì việc em phải mất thời gian em tìm kiếm, em giờ em chỉ ngồi suy nghĩ về đề bài thôi. Cùng là công nước này em viết quảng cáo cho dân làm creator nó khác em cầm công nước này em viết quảng cáo cho những người làm nội trợ nó khác em cầm công nước này em quảng cáo cho người tập thể thao nó khác nó sẽ khác nhau ở chỗ nào nó khác nhau ở cái phần đối tượng đấy vâng thậm chí là cùng công nước này cho cùng một đối tượng cũng là dân văn phòng nhưng mà mục tiêu của em là tạo sự chú ý nó khác mục tiêu là thuyết phục một điều gì đó ừ. thì anh không nghĩ là chat gpt khiến người ta lười suy nghĩ hơn mà khiến người ta còn phải suy nghĩ nhiều hơn bởi vì bây giờ đã bớt những công việc tay chân rồi đầu nó phải chạy lên, đầu nó phải năng nổ lên. Đề bài khác biệt thì mới tạo ra được nội dung khác biệt. Thì, ừ. thì bây giờ mình nghĩ đề bài làm sao cho nó khác biệt để mình nhập vào chat ChatGPT đúng không? Ừ, vâng. Ồ, đây là một ý kiến rất là hay. Em thì ý của em là, thì em lúc mà em nói thế là sẽ có một bộ phận tức là luôn luôn là trong mọi cái ừ. movement thôi thì sẽ có một bộ phận là sẽ tìm cách để cải tiến và phát triển. Thấu ừ. như thời gian tôi nghĩ hơn, nhưng ngược lại sẽ có một bộ phận là bị ỉ vào công cụ ừ. và dần dần sẽ bị thay thế thì ý của em là maybe là mình sẽ phải làm thế nào để mình không rơi vào cái nhóm gọi là bị quá phụ thuộc vào ChatGPT kiểu cái gì cũng nhảy lên chat cho tôi một bài kiểu này và đưa ra một cái prompt rất là sơ sài ừ, đúng rồi prom cực kỳ sơ sài và cứ lấy những cái thứ kiểu của nó sẵn cũng không chỉnh sửa không thêm bớt không đưa những cái của mình vào anh anh lấy một cái ví dụ bây giờ chúng ta đi dùng chat GPT để xây dựng một cái bản tán gái chẳng hạn ừ. thì bây giờ mình ra một cái đề bài là hãy viết cho tôi một bức thư tình đấy là một cái prom bố của sida luôn nó không thể hiện bất cứ một cái tính tư duy gì của người ra lệnh cả nhưng bây giờ chúng ta ngồi chúng ta phân tích người yêu của chúng ta là người ba chấm một là hai là ba là bốn là đúng không mục tiêu của tôi là một là hai là chắc thường chỉ mục một tiêu một đến một, hai mục tiêu thôi ừ. đấy với đối tượng của tôi là người như thế mục tiêu của tôi là như thế này hãy viết tôi một, một bức thư tình thì lúc ấy cái câu lệnh đấy nó đã mang tính trí tuệ hơn rất rất là nhiều rồi ừ. Con chat thì nó rất là thông minh nhưng nó đâu có làm thay được công việc của chúng ta, nó đâu có biết được người nào là người nào ai là ai đâu. Chúng ừ. ta vẫn phải làm việc đó mà. Chat đâu có thể biết được đối tượng khách hàng của chúng ta có insight gì, đối tượng khách hàng của chúng ta muốn cái gì, chúng ta vẫn phải làm việc đó mà. Ừ. Thì bây giờ chúng ta tiết kiệm thời gian để chúng ta làm những công việc chân tay thì chúng ta phải dành thời gian cho công việc đầu óc đó là thấu hiểu đối tượng, tìm hiểu mong muốn của họ, xây dựng một cái chiến lược và mục tiêu. Em nghĩ đến một lời khuyên rất là hay. Nói chung là bây giờ ít nhất là với, với em chẳng hạn, em nghĩ là, hoặc là các bạn đã xem podcast này thì bây giờ ví dụ sử dụng bất cứ gì mình cũng có một cái keyword là đối tượng mục tiêu và thông điệp thông điệp mình cứ làm tốt chuyện đấy thôi là mình đã có thể tận dụng công cụ tốt hơn rất nhiều đúng rồi bây giờ ví dụ cùng công đơn này cùng cái đối và cùng đối tượng là creator mà mục tiêu của mình là bán hàng thông điệp người khác cùng công đơn này hướng tới đối tượng creator ừ. mà mục tiêu của họ chỉ là gây chú ý có thể thông điệp nó sẽ khác ừ. thì tất cả các content trong dù là content hay là trong lĩnh vực marketing hay là content trong cuộc sống thì nó đều xoay quanh ba cái keyword đó mục tiêu đối tượng và thông điệp Ừ, ừm ok mình đã nói khá nhiều về câu chuyện content content marketing rồi thì uh, em muốn chuyển sang một tí về câu chuyện xây dựng cộng đồng đi thì uh, em biết là anh là admin của cộng đồng tâm sự con sen cũng rất là đông trên facebook thì uh, anh đã xây dựng cái cộng đồng tâm sự con sen là như thế nào ví dụ như là nó bắt đầu từ đâu và sau đấy thì nó phát phát triển như thế nào theo có đúng theo cái kỳ vọng của anh hay không hay là bản chất ví dụ như bọn em chẳng hạn khi xây dựng spyroom nhé lúc bọn em xây dựng và cái cách phát triển của nó nó khác hẳn so với kỳ vọng của bọn em ban đầu thế à? vâng nó cũng không không hẳn là khác hẳn đâu nhưng mà ừ, nhưng mà nó có sự dễ hướng đúng không đúng rồi đúng rồi mình gọi là không biết là với anh thì nó như nào thuận theo ý trời đúng không đúng rồi đúng rồi ờ, thì bản chất là trước năm 2020 anh không định vị mình liên quan đến khái niệm content ừ. thời điểm đó anh định vị bản thân mình về cái lĩnh vực là digital marketing tổng thể tức là mình là người quản trị về đi digital marketing vâng. tức là câu chuyện của mình là chiến lược câu chuyện của mình là kế hoạch Ừ. Câu chuyện của mình là quản trị thực thi. Thì đến năm 2020 thì anh muốn đổi cái định vị của mình từ uh, uh, người làm digital marketing sang một người làm content. Thì cái thời điểm đó với cái sự thay đổi về mặt định vị thì anh nghĩ là mình phải làm cái gì đó để để tạo, để tạo ra một cái dấu ấn nó rõ ràng về mặt định vị. Ừ. Bởi vì đã quá lâu rồi cái, cái 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 câu chuyện của mình, cái blog của mình, tất cả những cái câu chuyện mà người nói mình đều là digital. Những cái workshop anh làm, những cái khóa học anh tổ chức thì đều là digital cả. Thì anh nghĩ là ờ ừ, thế bây giờ mình muốn tạo à, một sự thay đổi thì nó phải có tiếng vang thì anh lập một cộng đồng thì thời điểm đó thì anh thấy có một số cộng đồng về về content ví dụ như cộng đồng copywriter hay cộng đồng content việt nam hay cái gì đó anh bây giờ thì cũng không nhớ tên lắm ừ. thì anh để ý rằng là tất cả những cộng đồng đấy nó cũng tương đối lớn thời điểm đấy khoảng tầm 200.000 gì đấy ờ, nhưng anh thấy nó thiếu một cái anh thấy thiếu một cái sức sống gì đó bởi vì trong tất cả những cộng đồng đấy anh chỉ thấy mọi người vào đăng những bài viết về chuyên môn hay cái gì đó bài nào mà hay thì có người vào comment không thì thôi À, anh anh cảm giác nó bị thiếu một cái gì cái gì đó thì về sau anh anh nghĩ rằng cái thiếu đó là là thiếu cái những câu chuyện tâm sự trong ngành người ta chỉ nói về chuyên môn thôi người ta chỉ nói về quảng cáo người ta nói về content người ta nói về copywriting nhưng người ta không nói về câu chuyện của nghề về câu chuyện của ngành câu chuyện của cuộc sống thì anh mới lập ra một cộng đồng và anh ngay từ khi anh lập cộng đồng anh đã định vị cái mục tiêu đó cho anh đặt luôn cái tên của nó là tâm sự ừ là tâm sự content thì uh, anh lập từ năm 2020 Xong rồi nó cứ lên dần lên dần lên dần đến bây giờ và nó cũng về cơ bản là những cái gì bây giờ là đúng định hướng của anh từ 3 4 năm trước. Như vậy là anh đã ngay từ đầu anh đã định hướng nó là một cộng đồng tâm sự. Thì điều đấy nó sẽ dễ hơn cho mọi người đóng góp đúng không? Anh có hình dung rằng là nó sẽ dễ hơn cho mọi người đóng góp bởi vì em thấy là ví dụ như với Spyroom nhé, thì em em cảm thấy là có một việc rất là khó trong câu chuyện xây dựng cộng đồng là làm thế nào để cho cộng đồng người ta cảm thấy hứng thú và người ta muốn đóng góp, người ta có thể đóng góp được nhiều nhất. Và em rất là may mắn là mà em làm được điều đấy nên bây giờ Spyroom nó vẫn phát triển thế thì trong cái trường hợp của anh ấy, thì có phải là nhờ cái định hướng đấy mà việc đóng góp nó trở nên dễ hơn không hay là anh có cái hình thức hoặc là cách thức gì đấy để khuyến khích mọi người ở giai đoạn đầu không ạ? Ừ, anh nghĩ là cái keyword về mặt tâm sự cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho cái cộng đồng này nó phát triển mạnh mẽ, ừ. nó phát triển rất là nhanh thứ hai là nó phát triển ổn định à, vì là những cái nội dung mà chia sẻ về mặt học thuật thì nói đi nói lại nó cũng chán và đâu thể nào mà có mãi kiến thức để mà chia sẻ được thi thoảng thì cũng có kiến thức mới nhưng về cơ bản là mọi người sẽ xào đi xào lại những kiến thức cũ thôi ừ. nhưng mà những kiến thức về mặt tâm sự tâm sự là gì mình nói những câu chuyện về cá nhân mình nói những câu chuyện về cái nghề mình nói câu chuyện về cái nghiệp mình nói câu chuyện về làm sao để sống sót trong cả một lĩnh vực thì những cái câu chuyện đấy nó mang hơi thở nó cá nhân và cái những cái câu chuyện đó nó mang lại một luồng gió mới cho cả những cái cộng đồng thời điểm đó ừ. đấy thì mọi người kéo vào trong cộng đồng tâm sự con sen để được nói những câu chuyện đó nó vui vẻ hơn và chính vì thế nên cộng đồng đấy nó cũng sẽ có một cái gì nó 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 rất là riêng so với những cái nơi khác. đôi khi là ví dụ những cái câu chuyện đấy thì hiện giờ là ví dụ cộng đồng tâm sự con sen là nó sẽ không chỉ là những câu chuyện về và và những người làm content không đúng không anh mà có thể là có những thành phần khác những người khác hay là nó vẫn rất là thuần chất là toàn là dân content làm nghề và đến tâm sự chia sẻ những câu chuyện của họ thực ra là bây giờ anh cũng chẳng biết nữa bởi Đấy, vì là content là một khái niệm nó hơi dở hơi và. nó không chỉ xuất hiện ở trong marketing mà nó xuất hiện trong cả cuộc sống nữa và. cho nên là hơn 500.000 thành viên đó anh nghĩ là cũng một bộ phận rất lớn là những người không phải làm việc trực tiếp trong lĩnh content nhưng người ta là những người có quan tâm đến lĩnh vực content có ừ. thể người ta là creator có ừ. thể người ta thậm chí chẳng phải là creator người ta chỉ là người làm kinh doanh thậm chí người ta cũng chẳng phải là người làm kinh doanh nhưng mà ai cũng quan tâm đến content mà hỏng hỏng <laughs> Ừ, ai cũng có thể liên quan tâm vâng. lĩnh vực đấy ví dụ nhá lĩnh vực quảng cáo chẳng hạn thì chỉ những người làm marketing thì người ta quan tâm quảng cáo thôi hoặc là người làm bán hàng người ta mới quan tâm quảng cáo nhưng content thì khác content thì ai cũng có thể quan tâm ừ. về cách làm ta một ra một nội dung hay thì ai cũng rất quan tâm đúng không bởi vì người ta có thể nghĩ rằng là một bài viết trên facebook cá nhân cũng là một content rồi ừ. cho nên người ta à, người ta nghĩ rằng là ở ừ, content nó không hiện diện khắp nơi trong cuộc sống như vậy cho nên người ta sẽ hóng về cái content cho nên trong cộng đồng sẽ có một bạn rất lớn không không làm content trực tiếp đâu như em ban đầu mà nghe tên tâm sự con sen em tưởng là cộng đồng nuôi chó mèo uh -huh. thực sự <laughs> thì yeah, bọn nuôi chó mèo vậy nuôi chó mèo vẫn hay là boss với là con sen uh -huh. đúng nữa anh nghĩ ở trong cộng đồng cũng chắc là cũng phải khoảng tầm 5% phần trăm người ta vào bị nhầm tưởng là không đồng cũng chó có mèo. đúng không em em nghĩ uh -huh. là cũng sẽ có những người như em ấy nhiều ấy bởi vì là khi anh duyệt bài thi thoảng lại có người vào đăng những cái bài rất tự nhiên đúng ừ. như cộng đồng đôi chó mèo luôn ừ người ta rất bình thường luôn người ta không biết đây nhờ là nhầm cộng đồng kiểu kiểu vậy vâng nhưng mà cũng đấy chính vì những cái thú vị như vậy anh nghĩ nó tạo thành một cái rất là riêng của cộng đồng em thấy là ví dụ khi mà làm cộng đồng đây, đây, đây câu chuyện cá nhân của em em cảm giác là mình sẽ phải gọi là có một cái gì đây gọi là làm dâu chăm họ đi ừ tức là sẽ có người này người kia và rất nhiều người sẽ ý kiến ừ à, rất nhiều người có những cái kỳ vọng khác nhau thế trong trong cái trường hợp của anh, anh có gặp phải trường, trường trường hợp đấy không ạ nhiều chứ ở làm cộng đồng thì thi thoảng lại bị lôi hay chửi Đấy em cũng Người ta chửi những cái rất vớ vẩn Ví dụ như kiểu là Người ta chửi là Đấy mấy cái bài vớ vẩn này thì admin duyệt Mà bài, bài của tao chia sẻ đúng, thì lại không thấy duyệt Người ta chửi theo kiểu là Thi thoảng tự nhiên có cái nick nào bị ban Hoặc là bị, uh... bị mute, bị rồi, mute. Và... Thì người ta lại vào và... Đấy Tao chỉ cần nói ngược ý admin một cái là Admin gọi là chặn mông, chặn họng tao rồi. Đấy, nói chung là những câu chuyện diễn hàng ngày mà. Thậm chí lại những trường hợp của em em thấy là có cái trường hợp mình tự nhiên bị lôi vào những cuộc tranh cãi mà tự nhiên phải làm trọng tài cho những cái rất là khó. Ừ. Thì em cảm thấy là cái việc mà khi mình làm admin một cộng đồng và xây dựng của cộng đồng nhá, ừ. mình vừa phải khách quan nhưng ừ. mà mình lại vừa đương đúng, nhiên là khách đúng. quan hoàn toàn thì lại đối với nhiều người thì nó lại là chủ quan. Đúng rồi. Có những cái mà nó vô cùng khó là như thế này. Anh thấy giả sử bây giờ có một bạn lên bóc phốt một doanh nghiệp trong cộng đồng của mình ừ. ví dụ như vậy nhé thế bây giờ giả sử cái bạn đấy đăng bài nó có một số cái lỗ hổng nó chưa kín kẽ lắm vâng. thế bây giờ bạn doanh nghiệp và bạn inbox cho mình mà bảo là bây giờ bài này không đúng sự thật admin xóa đi nếu là em em có xóa không? Thực ra em bọn em gặp trường hợp đấy rồi thế em, em có, có xóa không trong trường hợp của em lựa chọn của em là em nói là không bởi Nhưng vì mà... là này, à, bản chất nó là liên quan đến tư duy về cộng đồng của mình thôi Ừ. nếu mình tư duy cộng đồng của mình là cái nơi mà mà mình chịu trách nhiệm về nội dung ấy thì nó khác nhưng thực ra cộng đồng không phải nơi mà mình chịu trách nhiệm về nội dung ừ. mình chỉ là nơi chịu trách nhiệm về tính minh bạch công khai của nội dung thôi còn cộng đồng phải là nơi mà cộng đồng lên tiếng cộng ừ. đồng phải chính cộng đồng mới là người chịu trách nhiệm chứ không phải là mình ừ. tức là ví dụ bây giờ có một bạn nhân sự bạn vào góp phần công ty giả sử như công ty nói vào những thông tin đấy nó không chính xác thì anh sẽ lựa chọn cái phương án là anh nhắn tin cho bạn kia là thông tin không chính xác em nên cần phải bù đắp những cái đó. Ừ. Còn nếu không, thì anh sẽ bảo lại bạn nhân bạn bạn bên 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 công ty là nếu như bên doanh nghiệp thấy rằng nhân sự đưa ra không chính xác, doanh nghiệp có quyền lên tiếng. Đúng. Đấy là cái vai trò minh bạch của cộng đồng. Ừ. Và với một người làm quản trị như mình để bảo đảm một tính khách quan ấy, thì mình chỉ hướng tính minh bạch thôi. Còn nếu thời điểm đấy mà mình xóa bài của bạn ấy đi, thì mình lại tự hỏi bản thân rằng là mình có thật sự đảm bảo tính công bằng ở đây không? Đến bài kia không đã chắc gì cái lời nó của doanh nghiệp là đúng. Nên ừ. nếu như bây giờ mình chỉ vì doanh nghiệp người ta nói mình lại xóa đi một bài, vì mình sợ là mình bị sai, uh, mình sợ cái, cái nọ thì thì nó, nó mất đi cái tính chất cộng đồng. Hay là một câu chuyện này, có những bạn mà đăng bài cộng đồng nhé, uh, nói hơi đùa một tí là có những bài nó rất là buồn cười, nó rất là sai. Ừ. Vâng. thế Thì sẽ có người inbox anh bảo tại sao ông lại để cho một cái bài nó vô cùng sai này tồn tại trên cộng đồng? Ông làm như vậy là ông đang truyền bá những thông tin sai thì thường những người đấy hôm nào anh 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 anh, 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 anh vui vui vẻ đấy anh không trả lời à, hôm nào mà anh kiểu gọi là hứng lên thì anh thậm chí anh ngồi anh chửi nhau với người ta luôn bởi vì cái việc mà một người nói sai đấy là quyền của họ không phải bởi vì họ nói sai mà mình cấm cái quyền phát ngôn của họ nếu như bây giờ vì họ nói sai mà mình cấm quyền phát ngôn của họ thế thì đến lúc chính bạn nói sai người ta cấm quyền phát ngôn của bạn bạn có chấp nhận được không đã chắc gì bạn đúng chắc gì người ta sai Ừ. mà chắc gì tôi đã đúng mà người ta sai với giả sử tôi là min tôi lại bây giờ tôi lại tự cho mình một cái quyền tôi phân biệt đâu là đúng đâu là sai sau đó là người nào nói sai thì tôi chặn họ người nào nói đúng thì tôi ủng hộ như vậy là dần dần tôi sẽ tự cho mình một cái quyền là như kiểu thẩm phán vậy cái gì tôi thấy đúng nhưng mà bản chất là mình phải hiểu đấy chỉ là tôi thấy đúng với bản thân tôi và tôi thấy sai bản thân tôi và dần dần như thế thì mình sẽ bị lạn quyền nhưng mà mình phải để cho cộng đồng lên tiếng cái bài đấy đến lúc nó sai thì mọi người và chính cộng đồng phải vào là người comment và thể là nó sai và các bạn cứ, cứ dùng một cái lý lẽ là nếu như mà bây giờ truyền bá những sai thì thế hệ trẻ người ta sẽ học theo những điều sai mình bảo không đúng một cái bài đăng sai mà bị một nghìn comment chửi ấy, ừ. thì cộng đồng rất cực kỳ thấm nó thấm hơn rất là nhiều so với việc mà nhìn một bài học đúng tức em nói đúng có thể không ai nghe nhưng anh nói sai trong bị cả cộng đồng mà chửi cái bài học đấy nó lớn hơn rất là nhiều cái bài học đấy nó ấn tượng hơn rất là nhiều ừ thế cho nên là cái câu hỏi của em ấy làm sao mà mọi người làm quản trị cộng đồng mình giữ được cái tính khách quan ấy thì mình phải có nguyên tắc nguyên tắc ở đây là nguyên tắc về minh bạch Nguyên tắc là ai cũng có quyền để lên tiếng. Bạn có quyền lên tiếng kể cả bạn sai, kể cả bạn dốt, ừ. kể cả bạn ngu nhưng bạn có quyền lên tiếng. Còn cộng đồng muốn nói người ta sai, người ta ngu, người ta dốt thì cộng đồng phải vào phản biện. Chứ mình là admin mình không nên đưa ra cái nhận định của riêng mình là người ta đúng, người ta sai, người ta dốt, người ta giỏi. Mình bỏ được cái tôi của mình đi. Đấy, thế thì anh nghĩ là à, mình làm được điều đó thì cộng đồng của mình nó sẽ nó sẽ phát triển ổn định bởi vì mình có nguyên tắc cho việc đó. Ừ. khi mình đã có nguyên tắc thì mình không bị ảnh hưởng bởi những cái sự nhỏ hoặc những cái biến cố nữa vì khi có sự việc xảy đến mình đã có nguyên tắc để xử lý rồi còn nếu không thì anh nghĩ anh sẽ bị điên lên bởi vì những cái việc hàng ngày trong cộng <laughs> đồng như vậy cãi nhau chỉ nhau suốt ngày mà mình đứng ra phân giải vào. <laughs> ừ, thậm chí có một bài nào mà viết mà kiểu ý người có một những bạn trẻ bạn lên bạn viết một bài mà anh đọc anh thấy người ta viết rất tâm huyết nhưng có thể trong đấy nó có những cái ý nó chưa được đúng lắm nó cũng có member vào tác mình vào bảo sao mình để những cái bài viết ngu như này tồn tại thì mình vào trả lời là người ta ngu nhưng người ta được quyền nói bạn khôn thì bạn có quyền phản biện chứ bây giờ cứ thấy người ta viết không đúng thì mình làm bịt mồm người ta viết thì những cái người mà người ta chưa 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 thật sự ấy thì người ta không quyền nói à thích thì không đúng anh nhớ có một câu nói rất hay là, là kể cả uh, tôi không tôi không đứng về phía bạn nhưng mà tôi cũng sẵn sàng chết để bảo vệ quyền nói của để quyền lên tiếng ừ. của bạn tất nhiên là mình không đến mức sẵn sàng chết vì cái đó nhưng mà theo kiểu kiểu như vậy ừ. anh tôn trọng cái quyền được nói của mọi người vì mình là một người theo tư duy phản biện cái đấy cũng cũng giống với tôn chỉ hoạt động của bọn em về Spyroom thực ra Spyroom thì đấy là lý do tại sao mà nó sẽ có rất nhiều cái thỉnh thoảng có bài gây tranh cãi này Thực ra với em chẳng hạn em đọc những bài đấy, em thấy thực ra cái này nó cũng lỗ hổng lập luận rồi các thứ ấy. mình cũng thấy thế nhưng mà cũng rất nhiều người bọn em cũng gặp trường hợp tương tự ấy. rất nhiều người hoặc là có một giai đoạn Spyroom nhá em chia sẻ câu chuyện là có một giai đoạn mà Spyroom uh, ban đầu là có một tập rất là kiểu gọi là hardcore mấy ừ. anh em viết rất là sâu đúng mà, rồi. rất thế là chặt chẽ vào, từ năm 2018 đúng rồi rất chặt chẽ khoảng 18 19 nhỉ vâng khoảng đấy anh mới... đọc anh lú luôn mà <laughs> thì sau đấy là có một lứa mới vào thì lứa mới vào các bạn sẽ viết nói chung là không chắc chắc tay bằng thế là cái đội cũ bắt đầu kêu là ờ, bây giờ mất chất <laughs> là luôn luôn là câu chuyện nghĩa là làm cộng đồng người làm cộng đồng luôn luôn, luôn sẽ phải nghe cái câu là ừ. dạo này bọn này mất chất mất quá. chất, đúng rồi <laughs> đấy xong rồi sau đấy thì bọn em sẽ đứng trước một cái vấn đề là thế bây giờ những người cũ thì cảm thấy là mất chất còn những người mới thì nếu mà ví dụ người cũ cảm thấy mất chất thế tự nhiên người ta lại cảm thấy xa cách ấy tức là tôi đang muốn đóng góp ừ. mà tôi tự nhiên tôi lại đóng góp mà lại không không được gọi là welcome ấy không ừ. được chào mừng ở đây thì, thì tôi phải làm nào. thế nào cái lúc đấy bọn em mới quyết định đưa ra một cái tức là cái quyết định của em là giống như bọn anh ấy giống như giống như anh làm ấy là em nghĩ là thực ra thì mình cũng từng ngây ngô mà ai à, cũng từng ngây ngô kể cả những người viết hay thì cũng có lúc người ta ngây ngô hoặc có lúc người ta viết nó không đủ xuất sắc ừ. nhưng tại sao nó vẫn nó vẫn ở đấy ừ. thì tại sao mình lại kiểu đưa ra một cái rule em không muốn biến nó thành một cái cộng đồng mà chỉ có mấy ông kiểu ngồi chơi với nhau xong rồi tự ngồi là tự khen nhau mình xong mình thứ. thẩm định những cái bài viết người khác là một điều rất đúng rõ. rồi đúng rồi chính vì cái cộng đồng của em là cộng đồng mà rất mạnh về về tư duy phản biện vâng. về phân tích các vấn đề chính vì mình mạnh thì điều đó mình càng phải tôn trọng cái quyền lên tiếng của mọi người. Và. Bởi vì khi mọi người lên tiếng, có một câu chuyện mà lịch sử đã chứng minh là đôi khi có những người nói rất là ngu, có những trường hợp người ta nói ngu là ngu tại thời điểm đấy thôi nhưng về sau mình phát hiện ra là người ta người ta nói ngược với mình thôi chứ không phải là người ta nói ngu. Đúng. Và đôi khi chính vì những cái ngu đấy lại đưa cho mình những cái phát hiện mới. Thì ừ. trong lịch sử đã chứng minh trong tất cả những cái ngành khoa học phát triển lịch sử thì những những cái thiên tài lúc đầu đều bị nói là ngu cả. Vì vậy vậy thì nếu như mình cứ đứng ra mình bảo người ta ngu hoặc là người ta không được quyền nói thì mình đang ngăn cản cái sự phát triển của cộng đồng ừ. thế thì khi mà mình mình đưa ra một nguyên tắc như vậy đương nhiên sẽ có những cái người như em nói là thế hệ cũ người ta sẽ bảo là mất chất người ta sẽ rời đi thì ở à, kể cả cộng đồng tâm sự con sẽ cũng thế thi thoảng anh lại đọc được một comment là cộng đồng dạo này mất chất rồi Thì người ta bảo là ngày xưa chia sẻ kiến thức nhiều nhưng bây giờ có mấy bài nhạc thì về cơ bản anh cũng không tranh cãi với những cuộc đấy thì mình đứng ở trong góc độ tổng quan hơn rất là nhiều thì nguyên tắc là mình không thể phục vụ được một nhóm nào cụ thể một cá nhân là cụ thể nói thế đúng hơn ừ. mà mình phục vụ là mình phục vụ cả một tầm nhìn dài hạn cho cả một cộng đồng Ừ. còn một hai cá nhân hay là kể cả một nghìn hay một vài nghìn cá nhân với anh thì nó không quá quan trọng nếu như bây giờ chỉ vì người ta thấy không thích mình theo tay tổ cho người ta thì mình sẽ thành đéo cái giữa đường bởi dù mình có chạy theo hướng nào thì cũng có sẽ có người không thích mà ừ. vì vậy quan trọng nhất là mình có một nguyên tắc và mình là mình trung trung thành với nguyên tắc đấy còn nếu không thì cứ mãi đéo cảnh giữa đường thôi em ừ. làm kiểu gì cũng có người không thích ừ. em chưa môn hóa thì những newbie vào bảo đọc lại khô khan chán thế em đi theo hướng tâm sự thì những cái người mà vui vui người ta thích nhưng mà mấy ông thích chuyên môn bảo cộng đồng giác thế toàn không có chuyên môn không có tri thức có ừ. kiểu gì người ta cũng đã nói được Đấy, em thì cũng thích tức là em cũng thích cái quan điểm là nó phải đa dạng cộng đồng thứ với em giá trị lớn nhất của cộng đồng là đa dạng đa dạng là sẽ có những người rất sâu có những người kiểu bình thường có những người thì mới bắt đầu kiểu vậy anh thì nhưng... anh nghĩ là đa dạng nó cũng không phải là đâu mà là không phải ki của cộng đồng mà là đây là mình chọn ra cộng đồng của mình thôi vâng ý, ý em trong là cộng, cộng, đồng cộng đồng của anh em. anh chọn thì đa dạng nhưng ừ. cũng có thể có thể những cộng đồng người ta đã chọn một cái tệp cụ thể chính xác chính người xác. ta phục vụ tệp ngách tệp thuần chuyên môn đẹp thuần giải trí, ừ. đẹp thuần tâm sự, đẹp thuần tuyển dụng. Tức là ví dụ có những cộng đồng người ta đã chọn một cái ngách nhưng mà cộng đồng của anh anh đã là nơi sân chơi chung của tất ừ. cả mọi người thì anh phải hướng đến mục tiêu đa dạng. Em thấy là cái câu chuyện phát triển cộng đồng ở Việt Nam ấy thì rất nhiều cộng đồng mình cũng thấy là lên này xong rồi xuống dần dần tức là mọi người cũng sẽ sẽ nhãng đi mọi người chán hoặc là em thấy có một đặc điểm chung nhé là đến một thời điểm thì cũng là vấn đề kiểu cơm áo gạo tiền ừ tức là anh em thì cũng ban đầu rất đúng. là hào hứng nhưng mà sau đấy thì cũng không có định hướng gì rồi nó bẵng đi rồi phải đi làm hay sao đó thì uh, trong trường hợp của anh thì anh có có gặp vấn đề đấy không hay là anh coi như ngay từ đầu anh đã nghĩ là Thôi tôi làm cái này không mùi mục tiêu lợi nhuận hay gì đấy đúng rồi cái câu chuyện mình xây cộng đồng ấy thì nó cũng giống như tất cả các câu chuyện khác là ngay từ thời điểm mình đặt viên ngành đầu tiên mình đã phải có một mục tiêu rất là rõ ràng được ừ. khi đã có mục tiêu thì mình trung thành mục tiêu đó còn đã là mục tiêu thì nó không đúng không sai chỉ có là mục tiêu có đạt được hay không thôi ừ. thì khi anh xây cộng đồng đấy thì anh có hai mục tiêu rất là cụ thể mục tiêu thứ nhất là anh tạo ra một sân chơi trong ngành để anh có xuất hiện ở trong ngành cái này là mình phải nói rất là ừ. thực tế nó là như thế mình đang muốn xây một cái thương hiệu cá nhân ở trong lĩnh vực content thì mình nghĩ rằng nếu mình có một cộng đồng lớn ở trong lĩnh vực đó thì nó sẽ là một cái bệ phóng rất tốt để cho cái thương hiệu cá nhân của mình nó tạo ra một cái vị thế ở trong ngành thì anh nghĩ như vậy thì anh đặt mục tiêu như vậy Mục tiêu thứ hai là anh xây dựng cộng đồng tâm sự con sen là anh muốn xây dựng ra một cái thế hệ những cái bạn trẻ à, nâng đỡ họ và cái thế hệ các bạn trẻ đấy chính là thế hệ của các bạn làm moderator ừ. những các bạn trong ban quản trị cộng đồng tâm sự con sen thì chỉ có một mình anh là admin nhưng mà có gần 30 moderator thế thì khi mình xây cộng đồng ấy mình tư duy là ai sẽ là người cùng mình xây cộng đồng đó thế thì mình muốn có người cùng mình xây cộng đồng thì mình phải cho họ giá trị Thế thì anh tìm những người mà cùng chung một văn hóa, cùng chung một mục tiêu, mời họ vào, mình cho họ cái cơ hội thể hiện, mình cho họ cái đất diễn, mình có nâng đỡ họ nhiều vấn đề khác nữa. Và công việc của họ thì anh cũng chẳng giao một cái việc gì cả. Khi mình đã cho họ quyền lợi rồi thì họ thấy rằng tâm sự con sen nó như là một phần trong công việc của họ. Ừ. Thì họ chăm chút được từ họ chăm chút của anh chưa bao giờ anh giao việc hoặc là KPI cho bất cứ admin nào thậm chí cộng đồng của anh bây giờ 100% à không nói nó hơi quá khoảng 90% là anh duyệt bài. Anh vẫn tự duyệt 90% các bài trên tâm sự con sen. Tâm sự ừ. con xe mỗi ngày khoảng tầm 5 70 bài. Anh tự duyệt hết tức là các mốt thậm chí chẳng có việc gì mình cho người ta quyền lợi nhưng sau đó là người ta trả lại cái gì để quyền của người ta thôi nhưng mà mình xây cộng đồng để mình nâng đỡ một cái tầng một cái thế hệ như vậy các bạn trẻ thì vì anh tức là anh sẽ tạo giá trị cho những tức là những cái thành viên hoặc là những mod từ trong trong cộng đồng bằng bằng các cái giá trị khác nhau nó nó không chỉ rơi vào câu chuyện bởi vì sẽ có những bên chẳng hạn như bọn em chẳng hạn thì ví dụ khi bọn em xây dựng cộng đồng thì Maybe là bọn em sẽ dùng nhân sự của em tức là phải có lương rồi có thưởng rồi có tài chính rồi tức là đại khái là có những cái tiềm đúng năng rồi. phát triển nhất định ví dụ cộng đồng này phát triển lên thì bạn sẽ có cơ hội này nữa kia thì trong trường của anh là là nó sẽ không không thiên về câu đúng chuyện rồi. như vậy đúng không ạ anh thì không sử dụng nguồn lực của cá nhân để xây cộng đồng mà anh sử dụng nguồn lực của cộng đồng để xây chính cộng đồng đó ừ à, mình đẻ ra một cái cộng đồng mà mình tạo cho nó một giá trị trước cái thời điểm đầu của anh anh là một mình làm trước ừ khi mà nó thành hình rồi nó có cái giá trị rồi bắt đầu anh mới đem cái giá trị đấy anh đi mời mọi người vào tham gia ừ. nhưng mà anh cho người ta cái giá trị thì anh không đòi mọi người một quyền lợi gì cả ừ. anh không bắt mọi người là phải một tuần đăng mấy bài anh không bắt mọi người phải duyệt bài nói chung là bọn mọi... những cái bạn mà làm moderator tâm sự con sen chẳng phải làm một cái gì cả thích thì làm ừ. thích thì thôi nhưng được làm mốt ở tâm sự con sen là tức là các bạn đã có những giá trị nhất định ừ. đúng không thế thì uh, sau một thời gian thì mình tìm được những con người mà người ta chung mục tiêu và đương nhiên mình đã cho người ta giá trị thì người ta sẽ trả lại mình một cái gì đó thì đấy là một trong những mục tiêu anh lập cộng đồng Ừ. thì hai mục tiêu anh làm anh trung thành với nó từ đầu đến giờ cho nên là cộng đồng của anh cũng chưa khai thác cái gì theo kiểu cá nhân thương cả. mại chưa. về cơ bản là mọi người sẽ tư duy là tôi có một cộng đồng rồi thì tôi sẽ phải bán hàng mà bản thân anh là một người làm đào tạo thì anh đương nhiên là có cộng đồng anh bán hàng để sẽ ra rất là nhiều tiền nhưng anh chưa bán một cái gì của anh trong đấy cả ừ. về cơ bản anh thậm chí có những bạn học viên của anh và cộng đồng của anh để đăng bài feedback khoa học của anh anh còn deny luôn ừ. anh cả, anh nhắn một cái tin cảm ơn nhưng mà anh deny luôn bởi vì là anh không muốn cho mọi người cảm giác đây là cộng đồng của ông học mình phải hy sinh để mình tạo ra một cảm giác đấy là một cộng đồng của mọi người bằng cách là phải kiềm chế những cái ham muốn thu lợi cá nhân đi kìm hạn và kìm hạn đi những cái ham muốn gọi là phát ngôn mang tính quá cá nhân đi để cho cộng đồng nó lên tiếng ừ. vì đôi khi đang có một cái tranh luận mà mình dùng danh nghĩa của an mình lên tiếng thì đôi khi mình lấn áp mọi người như thế là mất cái tinh thần của cộng đồng thì đôi khi có những cái việc anh rất là muốn sắn tay và chửi nhau cùng nhưng mà mình cũng <laughs> phải kìm hãm là thôi được rồi để cho mọi người tự lên tiếng nói mình chỉ đứng ra cho quản trị lọc đi những cái người mà đang tranh cãi gọi là à, quá mức cho phép, ừ. còn lại để cho cộng đồng phát triển vay tự nhiên. đấy là cái sự hy sinh rất là lớn, với anh nó là sự hy sinh vô cùng lớn, hy sinh quyền được nói này, hy sinh cái quyền được khai thác. nhưng mà chính vì thế nên cộng đồng nó mới thành một cộng đồng đúng nghĩa, mọi người vào đấy mọi người giao lưu, có cả level từ rất là chuyên gia đến những bạn rất là mới. Ừ. em thấy là cái đấy là một cái đường đi rất hay đấy, tức là một cái vì, vì ví dụ như bây giờ em nhìn thấy tất cả cộng đồng đi thì vì mọi người không 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 có một cái nhìn rõ ràng đấy tức là ví dụ tôi làm cái này để làm cái gì thế nên đến một giữa đến giữa chừng em gặp rất nhiều cộng đồng thế rồi thì tự nhiên kiểu mặc dù đã phát triển rất là tốt Không tự nhiên cuối cùng cũng tan rã hoặc là anh em cũng chả biết phải làm gì rồi. tiếp rồi cuối cùng lại thôi về kiếm tiền thì cũng không phải là kiếm tiền kiếm tiền thì cũng không biết là kiếm kiểu gì hoặc là có kiếm thì cũng như thế nào Ờ, nhưng mà không kiếm tiền thì nếu không kiếm tiền thì thực ra cái mình thu lại đây là cái gì? Ừ. Tức là mọi người không có một mục tiêu rõ ràng ban đầu. Vâng. Thành ra là nó bị lỡ cỡ. Vâng. Cứ lúc này thì lại muốn tiền, nhưng mà đến lúc có tiền rồi lại muốn cả rồi, danh tiếng nữa. Đấy. Đến lúc có danh tiếng rồi lại muốn cả cái tính chất cộng đồng đa dạng nữa, nói chung cái gì cũng muốn. Thường Nhưng mà, mà thực sự thực sự ừ, em nghĩ là cái tầm nhìn hoặc cái mindset như anh để xây dựng cộng đồng là là, là rất hay. Nhưng mà nó chỉ hay với anh em mình thôi. À đúng với rồi, anh em cũng hay. <laughs> với vợ anh thì nó không hay vợ anh à? vợ anh bảo mất bao nhiêu công làm ngày nào ngồi duyệt bài mà không bán gì chẳng vậy nó phí thì với vợ anh thì nó không hay nhưng mà vợ anh có thể là user à, là một thành viên đi bán cái gì đấy mà nhưng mà vợ anh mà đang bài bán anh sẽ không duyệt không duyệt không duyệt được chứng tỏ là em nghĩ như thế là nó có nguyên tắc mà nó có rất là nguyên tắc chứng tỏ anh là một người khá là nguyên tắc nhỉ em 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 từ lúc đầu nói chuyện đến giờ em cảm thấy anh là một người có nguyên tắc và có một cái giá trị rất là xuyên suốt có phải anh anh có nghĩ rằng là anh là một người như thế không hay là Thực ra là cái từ một người sống nguyên tắc chỉ là một cái từ để mô tả về một người mà, mà sống có mục tiêu rõ ràng ừ. Khi mình có mục tiêu rõ ràng thì mình sẽ có nguyên tắc thôi ừ. Cái nguyên tắc nó ừ. chỉ được tồn tại khi mình có mục tiêu thôi và Thì cái cộng đồng đấy được phục vụ mục tiêu là phát triển lâu dài, tạo sân chơi cho mọi người Để tạo cho mình một cái vị thế trong ngành Thì với cái mục tiêu đấy thì cái nguyên tắc được hình thành để phục vụ cái mục tiêu đấy Còn khi mình không có mục tiêu rõ ràng thì nguyên tắc nó là vô nghĩa ừ. Cho nên cụm từ là sống có nguyên tắc và sống có mục tiêu nó giống nhau ừ. Bản chất nó giống nhau đấy ừ. Ok Uh, chắc là mình sẽ chuyển sang một tí cái cái phần cuối cùng mà thực ra em đúng muốn hỏi em rất là muốn hỏi anh vì em biết anh là một chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực gọi là thương hiệu cá nhân uh, em em thấy là rất nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này nên thực sự em có một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này muốn muốn hỏi anh để ừ. anh cũng có thể chia sẻ thêm thực ra em cũng cũng sẽ học thêm bởi vì em em hoàn toàn là không có nhiều là kiến thức về phần này thế thì trong các cái bạn mà xem podcast rồi em nghĩ có rất nhiều bạn trẻ có thể là các bạn còn chưa biết là thương hiệu cá nhân là cái gì hoặc ừ. là kiểu giá trị thương hiệu cá nhân đầu đem lại như thế nào và tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân thì anh có thể giải thích trước khi mình bắt đầu anh có thể giải thích với ngắn gọn rằng nó là cái gì và tại sao người ta lại nên xây dựng cái đấy không ạ ừ, bởi vì ở trong khuôn khổ của của một cái postcast ừ. thì anh xin phép là không nói về cái định nghĩa vâng à, bởi vì nói về định nghĩa đấy nó rất mất thời gian ừ. không phải là mất thời gian mà là nếu như mà nói định nghĩa ra mà mình không được nói tròn trịa thì mọi người sẽ hiểu nó không rõ và thôi đằng nào cũng hiểu không rõ mình không nói nữa ừ. anh sẽ nói sơ sơ thôi vâng. là à, về mặt cơ bản thương cá nhân thì khi chúng ta đi xây dựng thương hiệu nhân ấy, đó là chúng ta đi tìm một con đường phát triển bản thân mà thông qua cái con đường phát triển bản thân đó chúng ta tạo được sự ảnh hưởng đến cộng đồng ừ. à, về cơ bản là tất cả mọi người đều bán hàng cả ai cũng bán một cái gì đó thôi có người thì bán đồ ăn có người bán quần áo có người thì bán bản thân mình bán bản thân mình thì có những người bán là bán cho nhà tuyển dụng có người bán bản thân mình là bán cho uh, những mối quan hệ có người bán bản thân mình là bán cho những người cần book kích tóm lại là ai cũng cần bán một cái gì đó thì về cơ bản là thương hiệu cá nhân ấy uh, anh sẽ không nói về khái niệm của nó nhưng mà mục đích của xây dựng thương hiệu cá nhân uh, sẽ có hai mục đích chính mục đích thứ nhất là tôi làm thương hiệu cá nhân để tôi phát triển bản thân mình một cách rõ ràng ừ. sắc nét hơn thay vì tôi sống một cuộc sống cứ lờ nhà là nhờ bản thân mình cũng không hiểu mình là ai thì với cái tầm nhìn xây dựng thương hiệu cá nhân thì tôi sẽ có một cái mục tiêu rất là rõ ràng về bản thân ví dụ phòng đại học thay vì là một con người nó cứ lờ nhà là nhờ thì tôi sẽ trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó cố gắng đạt được điều đó tôi sẽ phải học hơi thêm này về mặt chuyên môn này thu thập thêm về mặt kiến thức nghề bên cạnh đó thì tôi cũng phải trau dồi cả về con người của tôi nữa đấy là cái thứ nhất là phát triển bản thân cái thứ hai mục tiêu thứ hai là thông qua quá trình phát triển bản thân đấy tôi mong muốn đạt được một sức ảnh hưởng lên một cộng đồng nào đó để về sau tôi bán một cái gì đó có thể là bán hàng có thể là bán ừ. bản thân đấy thì à, khi mình có thương hiệu cá nhân ý, thì mà thương hiệu cá nhân đúng nghĩa thương hiệu cá nhân có chiều sâu là mình sẽ đạt được hai yếu tố đó ờ, khi anh nói là thương hiệu cá nhân có chiều sâu tức là sẽ có những loại thương hiệu cá nhân nó không có chiều sâu ừ. thương hiệu cá nhân không có chiều sâu có nghĩa là mình không đi từ phát triển nội tại có nghĩa là mình đi làm tranh ảnh ví dụ cũng là mục tiêu phần, phần đấu trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực thì thay vì ông việt anh đi học đi làm và cố gắng tích lũy bằng phương pháp là viết lại mỗi ngày để ừ. hệ thống hóa kiến thức và đặt mục tiêu sau 3 năm trở thành chuyên gia thì ông học lại bắt đầu ngồi nghĩ là cần gì phải chờ ba năm như ông việt anh bên mình chỉ cần chờ một tháng thôi bây giờ cứ lên viết mấy bài chia sẻ copy ở đâu đó về gắn cái mác xưng là mình là chuyên gia sau đó mở một, ừ. một hai cái lớp học xong rồi chụp ảnh cùng người nổi tiếng đấy đúng không xong rồi nếu như có tiền nữa thì đăng ảnh khoai nhạc khoai xe thế là tôi đã trở thành chuyên gia sau một tháng rồi trong lúc tôi đã trở thành chuyên gia ông Việt anh vẫn đang đi miệt mài đi gom đi nhạc kiến thức thì đấy cũng là thưa ngời nhân nhưng mà theo một cách hiểu khác theo cách ừ. hiểu nó rất là nông thì à, anh không nói về khái niệm anh nói về mục tiêu thì thưa ngời nhân là với cách hiểu của anh thì mục tiêu thương bệnh nhân là một là phát triển bản thân và hai là gia tăng sự ảnh hưởng đến cộng đồng hoặc ừ. mà đúng là gia tăng sự ảnh hưởng lên một nhóm cụ thể nào đó em thấy là cái câu chuyện mà như anh nói là cái sự khác biệt giữa xây dựng thực sự và cách xây dựng kia thì ừ. em em tạm gọi là ở nói một cách dân dã anh em trả đá với nhau Thì hay gọi là phông bạt rồi đúng không anh ừ gọi phong bạt đấy thì mình tức là ví dụ em thấy là bây giờ nhá đặc biệt là bây giờ luôn thời thời đại bây giờ thì rất là nhiều thông tin rồi đấy anh thấy quay ngồi chụp xe xiết các thứ đủ thứ này kia và sẽ có rất nhiều chuyên gia tự phong theo cái dạng kiểu phong bạt kiểu như vậy và em thấy là rất nhiều bạn ví dụ trẻ trẻ hạn khi mà mình chưa có kinh nghiệm ấy, thì mình sẽ dễ đôi khi là mình lại tức là bị nhầm ấy giữa câu chuyện chuyên gia thật và chuyên gia ảo thế và có khi mình mất rất nhiều tiền ví dụ đi học hay là hay là kiểu tham gia cái này tham gia cái kia của cái chuyên gia gọi là trong hoa kép đấy ừ. thế thì có cách nào để mình gọi là nâng cao cái khả năng nhận biết của mình được không anh? Cái việc mà mình nâng cao được khả năng nhận biết của mình thì nó không đến từ cái nó không đến từ việc nhận biết đâu, ừ. nó đến từ cái việc là mình tích lũy trải nghiệm cơ. Tức là để em nhận biết được một chuyên gia mà bây giờ anh đưa cho em vài cái tiểu dòng thì nó rất là vô lý, không không không, em không đủ năng lực để, để phân biệt được đâu. Ừ. Bây giờ anh không thể nào anh đưa cho em vài cái tiểu dòng sau em cầm về em đi phân biệt ông này là chuyên gia ông kia là chuyên gia được. Muốn biết ai là chuyên gia thì bản thân mình phải có tích lũy kiến thức trong lĩnh vực đó một phần nào đấy. ít nhất là một phần nào đấy ví dụ như kiểu bây giờ em muốn tìm đến chuyên gia tài chính thì về cơ bản là có hai, hai hệ thống phương pháp chính để mình phân biệt một là em phải đi hỏi ừ. hỏi những người đã từng học ừ. thì cái hỏi đấy cũng hên xui tại sao lại hên xui bởi vì có những người người ta nói thật có người người ta nói không thật ờ ừ, thì bây giờ bỏ qua trường hợp người ta nói không thật đi thì cũng có những người người ta nói thật nhưng người ta nói hay là hay theo cái của người ta nhu cầu của người ta chưa vâng. chắc là nhu cầu của mình thì uh, anh nghĩ cái hệ thống phương pháp thứ hai nó quan trọng hơn là mình phải có một cái hệ thống kiến thức cơ bản trong ngành đấy tức là nếu như anh đi học về thương mại nhân nhá mà ngay đầu tiên anh đi sượt rồi anh đi tìm một chuyên gia trong ngành đi học ấy thì nó là hên xui, không cách nào để, để để bỏ được nhưng nếu mình bỏ ra mình nghiên cứu về thương mại nhân trước một cách nào đó tổng hợp kiến thức dù ở trên mạng cũng được sau đó mình khi mình sau khi mình đã đã hiểu sơ bộ một ít nào đó về thương mại nhân rồi mình đi tìm cái người đi đào tạo theo đúng cái phong cách mà mình muốn lúc đấy bắt đầu mình mới phân biệt ra à thế là có người đào tạo theo phong cách này có người đào tạo theo phong cách kia có người đào tạo theo nguyên lý này có người đào tạo theo nguyên lý kia mình đi tìm mình đọc bản giới thiệu của người ta mình tìm hoặc là mình hỏi mình tìm ra cái người mà thật sự hợp với mình thì lúc đấy mình sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái rủi ro về việc tìm được hoặc không phù hợp tức là kết hợp giữa hệ thống phương một với hệ thống pháp hai đấy một là đi hỏi tìm feedback nhưng mà tìm feedback đấy nó chỉ hiệu quả khi mình có cái hệ thống hai đó là mình đã tự đọc trước nghiên cứu về lĩnh vực đấy rồi ví dụ như một người thật sự nếu như mà đã có kiến thức về lĩnh vực content thì khi người ta đi tìm một khoa học về content người ta luôn phân ra bạn đào tạo về chiến lược hay bạn đào tạo về thực thi ừ. bạn đào tạo về hình hay bạn đào, đào tạo về video bạn đào tạo về sáng tạo hay bạn đào tạo về quy trình logic nó rất là nhiều phương pháp mà bạn ừ. đào tạo về copywriting hay bạn đào tạo về À, uh, content writer bạn đào tạo về viết bài PR hay bạn đào tạo về viết bài quảng cáo bạn đào tạo về viết theo phong cách logic hay bạn đào tạo về viết theo phong cách cảm xúc storytelling thế tức là mình phải có kiến thức về lĩnh vực content một cách cơ bản thì mình mới chọn được cái người đào tạo đúng theo cái nhu cầu của mình còn nếu mình chỉ lên mình search về chữ content thì có hàng nghìn người đào tạo về content nhưng mà hàng nghìn người đấy về cơ bản không ai giống ai cả đôi khi nó cũng giống như là nếu mà bạn thực sự muốn tránh được những cái thứ ấy thì tức là hay hay em hay gọi là kiểu bù yêu hung quốc ấy tức là cũng cũng sẽ phải phải bỏ công bỏ sức còn thực ra vì bạn không bỏ công bỏ sức thế nên là đôi bạn khi bạn phải, mất, bạn, bạn phải sai thôi bạn vẫn mất tiền thôi đúng không ừ. <laughs> thì mà uh, không bỏ công thì bạn bỏ tiền thôi đúng em em cũng nghĩ thế tức là kiểu câu chuyện em nhiều khi em cũng nhìn vào em thấy là ừ. tại sao mà người ta vẫn chi rất nhiều tiền và tại sao người ta vẫn vẫn thay vì làm một cái thứ gì bền vững người ta vẫn lựa chọn làm những thứ kiểu trông phong bạc chủ tịch cái gì gì đấy và vẫn vẫn kiểu kiếm được rất nhiều tiền hoặc là hoặc là vẫn có rất nhiều người bị gọi là bị bị lừa với những chuyện đấy. Ừ. Thì đến khi mà hồi xưa thì em nghĩ thế nhưng mà dần dần em nghĩ lại em thấy là ở thực ra để mình đến bây giờ mình có thể nhìn ra chuyện đấy nó là bao nhiêu năm kiểu mình học tập học tập trải nghiệm rồi mình cũng gặp đủ người mình cũng trải qua đủ chuyện. Ừ. Thì có rất nhiều người người ta muốn đường tắt ừ. Bản chất là người ta không muốn rằng là uh, Tôi cũng phải mất 7 năm hay 5 năm hay bao nhiêu năm đấy Trong nghề, trong ngành công công việc này như ông Việt Anh chẳng hạn vậy Và mình muốn kiểu một cái gì đấy rất là nhanh Thế đôi khi chính vì mình nhanh quá Nên là mình lại nghe những thứ bùi tai nó lại nó lại vào hơn Chứ còn bây giờ mà nghe ông học bảo là Ui bạn thấy thương hiệu cá nhân một cách bền vững khó khăn nó cũng vất vả lắm bạn phải bỏ công bỏ sức bạn phải mất nhiều năm rồi có thể bạn sẽ sai bạn sẽ phải đổi hướng vân 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 thì có khi nhiều người người ta nghe thấy người ta lại bảo thôi tôi đi wow. tôi là mệt lắm tôi ra tôi chụp ảnh quay vô lăng <laughs> ok hơn đúng không anh thế bây giờ mình nói về câu chuyện là thương hiệu cá nhân đấy thì em nghĩ là em với anh sẽ cùng đồng đồng quan điểm với nhau về câu chuyện là mình nên hoặc là không gọi là mình nên mà mình sẽ thích hơn câu chuyện là xây dựng một cái thương hiệu cá nhân bền vững và ừ. có giá trị lâu dài mặc dù nó khó khăn hơn nó lâu dài hơn thế thì uh, theo anh là làm thế nào để mình có thể làm được điều đấy thế xây dựng một cách lâu dài bền vững nếu như mình đã hướng tới mục tiêu lâu dài và thì mình sẽ phải làm thật tốt cái mục tiêu đầu tiên của thương hóa nhân ừ. đó là mục tiêu về phát triển bản thân về cơ bản là mình sẽ không thể nào mà có một cái thương hóa nhân tốt nếu bản thân mình không hiểu mình là ai và mình muốn đến đâu ừ. ví dụ như kiểu là em muốn trở thành một người có thương hóa nhân trong lĩnh vực về content chẳng hạn thế thì đầu tiên em phải hiểu content nó là cái gì thế giới content nó rộng lớn đến mức như thế nào và sau đó mình phải tìm được cái hướng đi cho chính mình à, cái thời điểm mà em tìm được hướng đi chính mình ý, có nghĩa là em đặt ra một tầm nhìn là ba năm nữa 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 năm Đấy là tùy con số tự đấy thôi Nhưng mà anh lấy ví dụ như kiểu là 3 năm nữa em sẽ trở thành một người Rất là giỏi trong cái kỹ năng gọi là viết quảng cáo bán hàng 3 năm nữa em sẽ trở thành một người rất là giỏi Trong kỹ năng viết bài PR báo chí à, 2 năm nữa em sẽ rất là giỏi Trong việc viết kịch bản, video, drama 3 năm nữa em sẽ rất là giỏi Trong việc là viết kịch bản, video bán hàng ở trên những nền tảng video ngắn thì cái thời điểm ấy mà em tìm được một mục tiêu đấy là bắt đầu em có một con đường ừ. thì nó sẽ là cái viên gạch đầu tiên cho cái hành trình xây dựng thượng nhân bền vững là mình muốn hướng tới cái hình ảnh đó mình muốn hướng tới cái vị trí đó mình muốn hướng tới cái con người đó và sau một khoảng thời gian một năm hai năm ba năm mình dành thời gian để mình phát triển con người đó đấy chính là cái nền tảng của cái phát triển thượng cá nhân nó rất là bền vững khi mà mình bản chất mình biết mình là ai và mình thật sự tin vào điều đó nó khác với việc là mình nói ra một mình vẽ ra một bức tranh về con người mình mà chính mình không tin ví dụ tự nhiên bây giờ anh viết ra là Phùng Thế Học là một chuyên gia về tài chính Để đi lùa gà chẳng hạn Nhưng bản thân anh đâu có tin vào điều đó đâu ừ. Thế thì nó đâu có bền vững được Hoặc là anh viết, vẽ ra một chân dung của một người giàu có Sống vương giả để lùa gà Nhưng mà anh cũng đâu có tin vào điều đó đâu Mà chính bản thân mình không tin thì nó không bền vững được Làm thật ở nhân bền vững là bản thân mình phải tin vào Cái con đường của mình và con người của mình Thế thì nó phải xuất phát từ đúng bên trong Mình phải học, mình phải làm Và ừ. trong khoảng thời gian làm đấy Mình có thể chia sẻ mình không phải chờ đến lúc mình giỏi rồi mình muốn chia sẻ mình có thể chia sẻ từ cái lúc mình bắt đầu cái hành trình đó Thực sự ví dụ như với uh, <laughs> trường hợp của em chẳng đôi khi em cảm thấy là sẽ có những người hoặc là hoặc là thôi nói chính em đi thì nhiều khi lại thấy cảm giác hơi ngại tức là em không biết là cái đấy có vẻ là một cái cảm giác bình thường không nhá nhưng mà đôi khi em lại cảm giác ngại ở đây là gì tức là tôi sợ là tôi cũng chưa đủ giỏi đến thế tôi cũng không phải là chuyên gia tôi cũng... ừ cũng chỉ là một người bình thường kiểu vậy nên là tôi cảm thấy là nếu mà tôi chia sẻ hoặc là tôi thể hiện ra để xây dựng hình ảnh chuyên gia hay sao đấy thì có vẻ như là nó hơi sớm Ê, em luôn luôn bị cảm giác đấy và Đời, đấy là lý em biết do vì đấy. sao dạ em biết vì sao chắc là chắc là vì chưa đủ năng lực thật đúng Mình... rồi bởi vì em chưa giỏi và. thôi nhưng em mà em biết thế. tại sao em chưa giỏi không dạ. bởi vì em chưa đặt mục tiêu cụ thể thôi ừ. bởi vì cái từ giỏi nó không thể nào là cái từ nói chung như vậy được không thể nào nói ông việt anh là người giỏi ông học là người giỏi ừ. cái từ nó rất là vô nghĩa quan trọng là giỏi cái gì khi nào em có cái từ có cái cụm cái gì đằng sau ấy vâng. và em viết được nó ra giấy ấy, thì thời điểm đó em sẽ có thể là tích lũy kiến thức thì khi em tích bắt đầu tích lũy thì đến một thời điểm đó em sẽ biết là em thật sự em giỏi ví dụ không thể bảo ông việt anh giỏi được mà phải là ông việt anh là một người xây cộng đồng giỏi ông việt anh là một người quản trị công ty giỏi ông việt anh là một người làm nội dung giỏi đến khi nào em nói được cái từ đó ra ấy, thì đấy mới là ngày đầu tiên thôi ừ. anh anh nãy anh có nói mà cái thời điểm khi nào mình vẽ được cái chân dung của mình trong mấy năm tới lấy lên được ngày đầu tiên sau đó khoảng thời gian tích lũy. Nhưng mà tích lũy này nó khác là tích lũy này có định hướng. Ngày xưa mình tích lũy theo kiểu là cái gì mình cũng nhặt vào đầu. Cái gì mình cũng học, cái gì mình cũng nghe. Nhưng bây giờ giả sử em muốn gắn tên mình với cái gì, em gắn tên mình với xây cộng đồng, em muốn xây tên mình với nội làm nội dung thì em phải tập trung nhặt càng nhiều kiến thức của cái keyword đó. Thì đến một thời điểm nào đó anh nghĩ rằng em sẽ biết là mình giỏi. Còn bây giờ em không dám nói mình giỏi bởi vì bởi vì em còn chưa nói được cụm từ cái gì đằng sau mà. Ừ. Thế nếu như bây giờ nói là em giỏi nhất thì em sẽ giỏi về cái gì? Em nghĩ là xây dựng cộng đồng. Đấy, thế thì em đã có giáo trình về xây dựng cộng đồng chưa? Giáo trình. Chỉnh... Anh nói từ giáo trình ở đây không ừ. phải có nghĩa là mình đem đi đào tạo đâu nhá. Vâng. Anh nói từ giáo trình có nghĩa là em đã hệ thống hóa nó chưa? Em đã quy trình hóa nó chưa? Em đã biến cái việc xây cộng đồng thành một kiến thức mà mang tính rất là hệ thống chưa? Em nghĩ là chắc là có, từ... trên thực tế thì ví dụ như em đã làm khá nhiều với Space rồi kiểu vậy. Thế thì thay vì cái mục tiêu là nhận mình giỏi mình chỉ nhận mình giỏi về một cái cụ thể thôi Vâng. cái điều dở hơi nhất đó là nhận mình giỏi nhiều thứ tôi ừ. không cần giỏi nhiều thứ tôi chỉ cần giỏi một thứ thôi ừ. em chỉ cần giỏi xây cộng đồng đã là giỏi rồi em hiểu em hiểu và khi mình nhận mình giỏi như thế tự nhiên thấy tự tin hơn rất là nhiều thay vì nói là tôi rất giỏi nghe nó cứ sida nó cứ kiểu <laughs> ngại ngại nhưng tôi rất giỏi trong xây cộng đồng vâng thì muốn đến cái thời điểm em nhận được thế thì em cần thêm sự tự tin bằng cách em phải đi chia sẻ em phải cần lắng nghe thêm nhiều cây study khác bởi vì hiện tại em chỉ giỏi trong cây study của em thôi chẳng hạn anh lấy ví dụ thế, vâng. thì mình cần đi va chạm, mình cần đi học hỏi thêm từ nhiều cây study hơn. thì đến một thời điểm nào đó khi em thấy rằng cái kiến thức trong cái lĩnh vực đấy mình thật sự là đã bao đã quá giờ nhiều rồi. từ tổng thể mình cũng biết và chi tiết mình cũng biết thì đến thời điểm đấy em anh nghĩ là tự nhiên đến một thời điểm em sẽ biết là Ừ mình tự tin mình nhận là mình giỏi trong lĩnh vực này. mình sẽ biết khi mình đi va chạm ra bên ngoài, mình ừ. đi chia sẻ mình lắng nghe câu hỏi của mọi người. còn mình ngồi một chỗ thì tự nhiên nó khó. Ừ, em hiểu em sẽ phải cần có những buổi chia sẻ về cộng đồng để cho những người làm cộng đồng khác người ta đến mình người ta đến không phải để nghe mình chia sẻ mà người ta đến để mình nghe người ta chia sẻ cái việc mình chia sẻ với người ta chỉ là cái cớ để mình nghe người ta chia sẻ lại thôi để nghe những bài toán mới nghe những khó khăn mới nghe những cái bối cảnh nguồn lực khác sau đó mình tích lũy lại thì đến một thời điểm em sẽ biết là mình giỏi ừ. thực ra đấy đấy là cái mà em em cảm thấy rất là thích tức là đấy lý do sao cũng một phần lý do tại sao mà em làm spy room và làm ví dụ như về anh em làm podcast chẳng hạn ví dụ như một buổi nói chuyện này anh cũng cho em những cái những cái cái feedback hoặc là những cái kiến thức mà em cảm thấy là em học được thêm rất là nhiều cộng với là em cũng hệ thống hóa được lại những thứ của em đang có thì cái chuyện mà ví dụ như mà nó cũng là một cái va chạm một cái tương tác mà em nghĩ là cần thiết cho cái bước tiếp phát triển tiếp theo của bản thân kiểu vậy thì um, em cảm thấy rằng là có thể đấy cũng sẽ là một cái bước để mình dần dần mình định hình rõ hơn giống như anh nói ấy, để mình sẽ nhìn rõ hơn là à ok tôi sẽ là như thế nào tôi sẽ chi tiết ra sao tôi có một cái lộ trình cụ thể và sau đấy có thể là sau khi đạt cái bước đầu tiên đấy thì mình sẽ thoải mái hơn và mình sẽ có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân một cách bền vững mà tốt hơn đúng không ạ ừ. và mình sẽ phải làm từ những cái việc rất là nhỏ như vậy và nhiều khi là với rất nhiều người có thể là họ đã bỏ cuộc ngay từ cái cái giai đoạn đầu tiên bởi vì đôi khi có những người người ta tìm được cái mục tiêu cho mình cũng rất là khó ừ ví dụ khi em đang làm cộng đồng nhiều rồi thì em có thể dễ dàng là trong 3 năm tới tôi sẽ định vị mình làm chuyên gia về xây cộng đồng ừ điều đấy là một điều rất dễ vì em đang làm em có rồi có những người là không giỏi cái gì hoặc giỏi quá nhiều thứ cả trường hợp đấy đều rất khó để tìm một cái bước chân dung cho bản thân trong tầm nhìn 3 năm năm ừ nhiều khi là giỏi quá giỏi, giỏi là nhiều là thứ không, không tập trung ví dụ chủ. như chủ doanh nghiệp chẳng hạn chủ doanh nghiệp là một người phải làm rất nhiều thứ cái gì em... người ta chẳng phải làm tài chính nhân sự marketing sản phẩm chiến thịch chiến lược mô hình tất cả mọi thứ họ đều phải làm ok thì họ mới làm ra một doanh nghiệp ok mà ừ. cho nên là họ giỏi giỏi rất nhiều thứ nhưng mà chính vì họ giỏi nhiều thứ nên là hơi khó với bản định vị ừ. Ừ. cũng cũng là một ý cũng là một ý rất hay Tại vì thông thường là em cũng nghĩ là uh, kiểu người ta gọi là gì nhỉ tức là đã là chủ doanh nghiệp thì như em thực ra em làm chủ doanh nghiệp thì em cũng đã trải qua rất nhiều thứ và cơ bản là em cũng hiểu tất cả những thứ trong câu chuyện vận hành ở tối ưu này kia nhưng mà đúng là khi mà nhìn lại anh nói thế mới chợt nhận ra là đúng ừ công nhận khi mà nhìn như thế thì mình cũng không biết là mình thực sự kiểu cái gì mới là cái kỳ nhất gọi là gọi là mình mình nên xây dựng nhất mình rõ ràng không không phải là một chủ doanh nghiệp theo kiểu là gọi là bóng bẩy cầu kỳ gì đấy cái chuyện đấy cái chuyện đương nhiên là không rồi nhưng mà mình cũng không phải không hẳn là một người đi sâu vào một chuyên môn giống như ví dụ mấy anh em trong team của em nhiều khi lại đi sâu vào một chuyên Đúng môn rồi. cụ thể lại giỏi hơn em trong những vì nhân đấy. sự bình thường thì người ta đang làm một công việc cụ thể và vâng. cho nên người ta có một chuyên môn cụ thể còn chủ ừ. doanh nghiệp thì lại là chuyên môn cho tất cả các chuyên môn đấy. thì nó mới khó khó là không phải là khó về mặt làm việc mà khó về mặt thương có nhân thôi ừ ừ hay thì em nghĩ là đấy là một nhưng cái nhưng mà cái hay là business của em nó dựa trên cộng đồng cho nên vâng. là các cái mảng miếng ở trong doanh nghiệp thì có thể em không nổi bật nhưng vì cái, cái sản phẩm của doanh nghiệp là cộng đồng cho nên bản chất em đã có cái cái tính nổi bật ở trong cái tính cộng đồng rồi ừ đúng wow. không đấy nói là cái sự là... may mắn vâng nói chung là cũng có hên hên <laughs> có một tí may mắn nhưng mà vâng nói chung là dù sao thì đấy cũng là một cái gọi giống như ở em thì em luôn quan điểm là cái sự khởi đầu tốt của bạn chưa chắc đã quyết định rằng là bạn có thể đi được xa và bạn cần phải luôn luôn giữ được gọi là bản thân học hỏi không ngừng thì như thế là mình mới mới đi tiếp được em rất hy vọng là trong tương lai thì anh em mình sẽ có nhiều cái dịp khác anh em ngồi sâu hơn để nói những cái trường hợp cụ thể hơn vì em cũng cũng rất là muốn có những cái tư vấn từ những người mà có kinh nghiệm mà có chuyên môn vì em thì em nghĩ là em cũng không không phải là em có khả năng học em có khả năng học và em có khả năng gọi là tự tổng hợp với tự gọi là cầy nhưng mà chắc chắn là sẽ có những thứ mà nó đang là điểm mù của em em không thể nào mà nhìn được rõ như các anh là những người mà có một cái chuyên môn rất là sâu thì thì hy vọng là một ngày nào đấy anh em sẽ có một buổi ngồi riêng maybe là ăn nhậu hay là nói chuyện gì đấy sâu hơn trà đá tại trà đá em nghĩ là trà đá nhất trí nhất vâng thì nói chung là buổi podcast này em nghĩ là nội dung cũng đã tương đối dài rồi ừ. thì em có một câu hỏi cuối cùng thôi ừ. vì em biết là anh cũng chuẩn bị phải đi thì nếu mà như bây giờ mà có một nhìn lại chính bản thân mình của năm 10 năm trước chẳng hạn vậy tức là là cái đối tượng khán giả và đang xem cái video này đấy thì anh nếu mà được đưa một lời khuyên từ chính bản thân mình cho cho chính mình của năm năm trước thì anh sẽ khuyên gì ạ? em nghĩ là các bạn sẽ học được rất nhiều từ lời khuyên đấy. thực ra thì nó có quá nhiều thứ ừ. cần phải suy ngẫm, cần phải tích lũy, cần phải học tập để để có một cái 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 cuộc đời sự nghiệp nó nó ổn định và phát triển. nhưng mà tạm thời bởi vì hôm nay chủ đề của mình đang nói về thợ nhân, ừ. thì anh xin phép đưa ra một cái lời khuyên nó liên quan đến chủ đề đó. đó là chúng ta không cần phải làm ở nhân sớm. nhưng mà nếu như các bạn đang làm trong những lĩnh vực mà nó năng động, nó có nhiều cái đất để thiện cái tôi ấy, thì nên suy nghĩ và tìm hiểu về thương ở nhân sớm không cần phải đi học bất cứ một cái gì cả hãy nghiên cứu và suy nghĩ về thượng ở nhân bằng cách là đặt câu hỏi về à, mục tiêu mà mình hướng đến trong hai ba năm tới là làm sao để mình gia tăng sức ảnh hưởng lên cộng đồng đối tượng mục tiêu của mình ừ. mình không làm thì mình suy nghĩ trước bởi vì cái thương ở nhân thì từ thời điểm mình suy nghĩ là nó đã có giá trị với mình rồi ngay từ khi mình mình suy nghĩ về thượng ở nhân nó đã giúp mình định vị cái bản thân mình và giúp mình làm sáng tỏ cái con đường trong 3 đến 5 năm tới. Còn bắt tay vào làm như kiểu mọi người đang hiểu làm thì có nghĩa là viết bài chia sẻ hoặc làm video cái thứ mình chưa bàn đến cái điều đó. Thì các bạn trẻ bây giờ có thể nên suy nghĩ sớm về lĩnh vực đó. Em nghĩ là để là một lời khuyên mà chắc là các bạn cũng sẽ nói chung là sẽ, sẽ 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 học được rất là nhiều vì thực ra cá nhân em em cũng học được cái chuyện này luôn vì em không bao giờ nghĩ về tự hiệu cá nhân trước giờ luôn. Và em thấy là ở đến một thời điểm khi mình nghĩ lại thì mình lẽ ra nếu mình nghĩ sớm hơn và lẽ ra mình tìm hiểu sớm hơn thì có khi là hành trình của mình nó cũng khác nhưng mà đương nhiên là thôi mỗi người thì mỗi cảnh và không bao giờ là muộn em à. nghĩ vậy cái việc mà mình suy nghĩ sớm về thượng nhân nó giúp mình tiết kiệm cái thời gian tích lũy đằng ừ. nào trong một hai ba năm tới mình cũng đi làm mình cũng va chạm mình cũng tích lũy vốn sống mình cũng tích lũy những trải nghiệm nhưng với cái suy nghĩ về thượng nhân ấy thì mình tự nhiên mình có một cái tấm sàng lọc ừ mình sàng lọc tất cả những cái kinh nghiệm trải qua trong một hai ba năm tới nó tốt hơn thay vì việc để một hai ba năm tới nó cứ trôi tuột đi ừ thì đấy là cái giá trị của hiệu và nhân, ừ. nó giúp mình định vị cuộc sống nó nó, nó tốt hơn. Ok à, cảm ơn anh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em, em hy vọng là trong tương lai thì anh em sẽ có những cái dịp khác để mấy là chia sẻ trong một cái podcast khác hoặc là trong cuộc sống hoặc là mấy là một cái hợp tác gì đấy giữa giữa anh em mình trong tương lai nhân thì chỉ, à, cảm ơn em hy vọng là sẽ được gặp lại anh trong một số một một cái dịp khác. Okay, dạ. à. Xin chào mọi người. Chào mọi người Hẹn gặp lại.